Ờ, sao đây Mai? Ôi giờ mưa. Giời ơi. Úi giời ơi các bác ơi, bây giờ em lên đồng em kiếm tiền này. Rồi anh Tư ơi, nói nè, anh đứng dậy anh tháo cho em hai cái con mê nó cành này ra đi anh. Anh cho nó mặc cái đồng hô cúc đi, nó đổi cục đầu nó rồi. Thành, lên ở trước cửa phòng chị Yên lấy ba cái đồng hô cúc. Lấy ba hoặc bốn cái đồng hồ cúc sai lời ra. Bấm nút chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Để em kêu mẹ em gửi mỹ phẩm vô để em tặng mấy chị. Bấm giùm em nút chia sẻ. Và ngày hôm nay trong cái livestream này, bây giờ mấy giờ? 8 giờ rưỡi em sẽ tặng 5 thỏi son cho 5 chị. 8 giờ rưỡi ha. Người yêu ơi, anh muốn cùng mày em thiệt. Sạc kéo sạc ba tia sau chưa anh? Con nhỏ này đang nó mập nè. Ông tháo mày đã canh, ông kêu nhỏ ở đây mập là trời đất ơi. Quỷ thần ơi. Bấm nút chia sẻ giùm em nha mấy chị. Không biết bữa nay có cái thằng nào nó đòi cắt trứng giái nó không trời. Thiệt chứ. Nhà tao hôm nay đông vui lắm. Nhà tao hôm nay có anh đệ tử nữa, đẹp trai lắm. Mày coi y tre nó chịu có chồng không, có lên đây tao ghẻ luôn cho. Được đây. Cái này của hoa tươi xương hoa nè anh. Đưa đưa chị. Hoa tươi xuân hoa còn mấy cái L. Còn L còn ba bốn cái vậy. Vậy em lên em kiếm L đi. Lấy kiếm thêm còn một cái nữa. Mấy lấy cái? Thêm một cái nữa. Ba cái của hoa tươi xuân hoa nè. Ba cái L của hoa tươi xuân hoa. Bây giờ bữa nay lên xuống hết cái vàng trên trên đầu nha mấy chị nha. Xuống hết cái vàng trên đầu nè. Ha. Đâu rồi chồng em đâu rồi. Rồi hoa tươi xuân hoa còn thiếu tiếp này nữa. Rồi để em kêu xưởng em may cái ship này nha mấy chị nha. Rồi một một cái đó để bác Tư mặc lên cho cái con mê nó cành. May gấp. Ủa sao thấy cái này khác ta? May gấp. Đây. Ủa này sao khác vậy? Ờ giống giống. À, 8L 8XL trong 2XXL. Rồi bấm nút chia sẻ mấy chị ơi. Bấm nút chia sẻ nè mấy tình yêu ơi. Trời ơi là trời. Tặng cục kiểu như. Ai vậy? Ê tặng cục khác được không? Chừng hạnh. Hổm giờ mấy chị ơi. Đem thằng em lên làm mai mà ông quỷ nào chịu hết trơn á. Giờ bữa nay làm mai thằng khác. Rồi mốt rồi làm mai cho ông anh năm mấy 60 tuổi nữa. Quất bè hết đi mấy chị. Nhà bữa nay ế quá rồi chơi hết đi. Nè 18 lượt chia sẻ nha mấy chị, đừng có nói sao nút xong không có mặn nha. Từ anh Tư anh đang thay đồ cho con hai cái con mana cành này. Rồi bây giờ lên đầu tiên đi quý vị. Hả? Bây giờ lên đầu tiên ha. Lên đầu tiên nha bé. Nè ngày hôm qua có thể mua cái đầm 250 mà hôm nay bán 70 nha. Bị đứt dây mà. Nói chung là sẽ có tao mình đi hết tao nói đi. Gì con bộ nào nó gì vậy? Bộ gì? Nhỏ mặc bộ nào vậy? Nhỏ mặc bộ nào hả? Rồi một cái đầm hoa cúc chưa? Nào đó từ từ nha. Ủa rô Phương Rô chưa nhận hàng được nữa hả? Ô xô xô quýt, tôi nói ngày nào mà tôi lai đầm là y như rằng thằng Tây nó vô nó đòi hiếp tôi rồi mấy chị. Ô I love you bạc bạc. Giờ em chốt anh ơi. Anh bạc bạc ơi, anh chờ em chốt nè anh. Mặc lên cho nó cái đầm body đi. Nè mặc cái con body mập một cái đầm body đi. Rồi lên mẫu mấy chị ơi. Cut me friend. Cut me ya cho. And cho quýt I hiếp và I the chichi. Trời ơi tôi nói cái gì vậy mấy chị. Má thiệt tôi nói cái gì tôi không biết luôn. Chia sẻ hiện lên mới có quà nha mấy chị nha. À con mày ok 113 quanh quanh truy. Gọi cho tôi con du lẹ lên nha. Quanh quanh truy. Gọi đi bấm gọi giùm tôi một cái ông nội. Quanh quanh truy. Gọi để gặp ý yên nha. Rồi gọi đi anh. I love you bạc bạc. You very much. Thank you very much. See you mất tiêu. Trời ơi đủ má chưa bán cái gì hết trơn hết trời đó mấy má. Tiếp nữa đây. Đọc cái vừa cắt giấy. Lên đầm body đầu tiên đi mấy má. Ở đâu rồi trời. Nghe sổ tiếng Anh muốn xỉu rồi mà. Giờ mày muốn xỉu nè. Tao bị đứt dây nấn cái thằng đã luôn rồi đó.
hầu như ngày nào mà lay đầm mấy thằng đó nó cũng đòi tao đi cắt giấy tụi nó hết á mày ơi. Tao không hiểu gì sao nữa, yêu nghiệt thiệt chứ. Đây bé luôn có máy chưa? Ai chưa có máy này luôn. Trời ơi hai cái máy sao nó quay vậy con? Con biết rồi. Rồi lên đầm body trước nha mấy chị nha. Đầm body 200.000. Bé nào chưa có đầm body này thì chốt cho em 200.000 đầm cô tông 100%. Đầm này 100% nha mấy chị. Trời ơi con mẫu nó mặc đẹp hơn tôi á mấy chị. Đầm này là đầm ôm body nè. Đầm này mà thêm một cái đôi giày thể thao nữa là chết ha. Rồi đầm này bán cho mấy chị với giá 200.000. Đây 200.000 đầm này nha quý vị. 200.000. Đầm này em có size từ 62 đến 100kg. Rồi chị đó giờ để thông nó mới về. Chị nào chốt đầm body chốt giùm em 200.000 đầm body. Nhanh lên mấy chị ơi. Đó nhanh lên. Không thằng đó nếu mà thằng đó đòi sexy là phải. Dễ quá vậy. Trời ơi là trời. Chào chị, tiếng Anh như gió rồi. Nó hỏi em là phải call me cho nó. Nó phải call me cho em. Em hỏi nó hỏi em là số điện thoại như cho nó luôn 113. Trời ơi gớm không. Thì thấy em nói tiếng Anh như gió luôn. Tiếng có tiếng không. Rồi chốt đầm body cho em mấy chị ở đây. 62-100kg body. Mắt mày đó, thằng quỷ khùng à. Quỷ khùng là gì vậy? Coi cỡ áo cỡ quần luôn rồi trời. Rồi đầm ôm body. Có bé nào chốt body thì chốt lên giùm em nha. Để nói tiếng Anh gớm lắm gì chị. Rồi em có một cái đầm sơ mi bán sale nè. Có đi về giùm cái đi ông nậu. Có cái đầm sơ mi dưới 70kg 280 giờ sale cho mấy chị. Còn 130.000 bán luôn. Đầm sơ mi co giãn ha. Đầm sơ mi co giãn đây mấy chị. Có luôn dây nịt dưới 70kg xe mấy chị 130.000 đầm sơ mi. Bé nào chốt đầm sơ mi chốt lên giùm em đầm sơ mi quý vị ơi. Đầm sơ mi 130.000. Chị nào chốt đầm sơ mi chốt lên giùm em đầm sơ mi nha. Rồi tiếp tục đầm giả vest. Đầm giả vest. Đây mấy chị ơi. Đầm giả vest này size dưới 70kg. Chị nào 60 tới 69kg vừa đầm giả vest. Đầm sơ mi của Nguyễn Hương cho xin địa chỉ kèm số điện thoại Hương ơi. 130.000 của Nguyễn Hương. Đầm giả vest 60-69kg. Rồi 70kg cũng vừa đầm này có co giãn. Đầm beo 280 sale còn 150. Ủa em có nói với chị rồi mà chị Hoa. Đâu phải em không nói với chị đâu mà giờ chị vô đây chị kêu cho hỏi. Em nói chị là đi về chị chụp hình bộ đồ lên chị báo giá từng món. Nếu mà hàng nào chính quy em sẽ cho chị đổi, hàng sale em không cho chị đổi. Mà với điều kiện để từ từ em coi thử chị bao nhiêu ký, con nặng bao nhiêu và size chị đang cầm ở size em là size bao nhiêu, phải giải quyết rõ ràng trao đổi đàng hoàng. Ok đầm chưa đầm rồi đầm giả vest của mấy Vi Vũ 150.000. Em là cực kỳ rõ ràng mà cực kỳ đàng hoàng. Hàng chính quy trao đổi trả, hàng sale không trao đổi trả. Ủa dè yeah. Rồi 150.000 chốt đơn đây 150. Rồi ok. Hoàng Quân Long Giao Cẩm Mỹ Đồng Nai có rồi. Luôn rồi biết luôn gì vậy. Hoàng Quân là quyển nào? Hoàng Quân quyển nào? Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Đây là một cái đầm ren mi. Cái đầm này là không trả đổi trẻ đâu nha. Đầm này sale cho mấy chị 100.000 nè. Sale cho mấy chị 100.000. Chị nào khoảng cỡ dưới 75kg chốt đầm bi này. Đầm bi này sale cho mấy chị 100.000 đầm bi. Chị nào chốt đầm ren mi 75kg chốt giùm em 100.000. Ủa Hoàng Quân là gì chị? Tên chị hay là cái tên đường chị? Chờ chút người ta nghe xong rồi từ đây mẹ nó chạy xuống tới Cẩm Mỹ. Rồi từ Cẩm Mỹ nó đánh máy lên nó chạy từ được Cẩm Mỹ lên Sài Gòn từ từ chứ. Quỷ gì đâu á trời. Rồi lên tiếp tục quý vị ơi. Mày đi giùm tao cái thông. Yêu nghiệt. Cái đầm này chị nào mà khoảng 90 nè. Đầm này chị nào khoảng 88-100kg quốc đầm này. Ha. Vải rất là đẹp nha. Rồi đầm này 190 còn một cái sale 150 cho nó nhẹ dành. Không để im nha. 150 cho nhẹ nhàng nha mấy chị nha. 150 cho nhẹ nhàng. Tiếp tục. Dạ chị chụp hình gửi phải để em đọc tin nhắn chị. Chiều giờ quýnh bài thua lòi bản ly luôn. 80.000 luôn chị. Cũng phải từ từ nha chị nha. Em coi thử bản giá bao nhiêu. Đó. Đây mấy chị tiếp tục nha. Tiếp tục. Đây là một cái đầm sơ mi. Đầm sơ mi này phơm suông và có cộng dây cột giữa bụng này ha. Đầm này size nhiêu? Đầm này size dưới 90kg. Trời ơi đầm này đẹp quá. 200.000. Thôi bây giờ còn một cái sale 150.000. Chốt giùm em đầm sơ mi dưới 90kg. Bé nào lấy đầm này chốt giùm em đầm sơ mi dưới 90kg. Mấy chị chăm rưỡi nè. Gì? Chăm rưỡi đầm này. Có set kit. Hôm nay set về. Đầm bi của Trần Hạnh nè. Trần Hạnh đầm bi 100.000. Hàng sale nhớ là không cho đổi trả nha.
Có cái quần về nhà Yên cũng có hết đó, à, gái ha. Thằng Thông nó mới về mấy tao đồ kìa, chưa giải quyết được luôn á. Đây đi, tao rửa rồi. Đừng hành đâu. Anh ấy, anh khi trời mưa lắc bắt trong à, thì Mỹ Thị Mai Chi là thương nhớ em, cha tứ mồm vẫn còn dở dang. Em có một cái đầm 65kg hàng xúc quý vị ơi. Chị nào 60 đến 65kg bà nội cha đó, cái đầm coi nè mấy chị. Coi cái phơm đầm mà coi cái vải đầm là vải thun lay ông coi giảng nè. Rồi chị nào mà còn cỡ 60 dưới 65kg chốt đầm này. Rồi đầm này 200 sale luôn cho mấy chị, 150. Chốt giùm em đầm 65kg, 150 nghe. Đầm 65kg quý chị ơi, chốt giùm em nha. Không, mà nói em sẽ sale hết cái vàng, tại vì mai 1.000 mình hàng Quảng Châu về lần mấy chị ha. 1.000 mình hàng Quảng Châu về. Nay mới thấy tươi đồ hả, bữa trước như cộng 4. Ừ, hết đâu là nó vậy, đâu lại là còn như cộng 4 lại. Tại do hồi nãy thằng kia nó vô nó đòi đè hiếp á, cho nên là không có cam tâm. Đây, ai? Gối ôm bà bầu đầm 65kg, 150 ngàn, ai cầm ai? Đây hả? Không, bé Lùng đang cầm. Rồi 150 ngàn của bà bầu, gói ôm bà bầu in bọc địa chỉ xuống rồi. Đây là một cái đầm maxi nè mấy chị, đây là một cái đầm maxi khoảng cỡ dưới 80kg, 70 đến 80kg. Rồi đầm này cũng 200 sale cho mấy chị, còn 150 chốt giùm em đầm hồng maxi đi biển. Đầm hồng maxi 150 ngàn sale luôn. Đây chị, nhà người ta live stream con gái không nhà em nè đó. Đó, ôi trời ơi, chào. Quỷ kia là shipper, quỷ đây là coi như hacker bơ. Còn ở đây là quỷ này chưa có vợ. Rồi còn quỷ đây rapper 60 tuổi đó, hơi hói chút thôi chứ mà ngon lành cành đào đó mấy chị. Đấy, nhà em là coi như trai không mà mấy chị, trai từ trong vào nhà. Còn xếp ống rộng cưng ơi. Ở nhà em coi như là từ trái sang phải, từ trong ở nhà đó, đừng hầu chôm xong gì cho sao bảnh la nha mày. Má cướp chiếc cơm tao đi. Rồi một tiếp tục. Một vợ hai con kìa, có xe đạp riêng nè mấy chị, có xe đạp riêng luôn. Đầm 100.000 sale, đầm Quảng Châu dưới 75kg, đầm bi Quảng Châu ha. Ở dưới đây là xếp ri rồi, bán đầm bi trắng cho mấy chị 100.000 đầm bi trắng. Bé nào chốt đầm bi trắng 100.000 chốt giùm em đầm bi trắng 100.000, 100.000 đầm bi trắng. Ai không mua bỏ ra trước đi con, 100.000 đầm bi trắng và đầm bi trắng 100.000. Trời ơi, bán cái đầm size lớn nè. Bị trắng thương gian ra bỏ nè. 100 ngàn. Em có một cái đầm 90 đến 100kg. Đầm kiểu giống như ở đây đầm đi tiệc này, ở đây nhíu nhíu lại nè. Chị nào 90 tới 100kg chốt đầm đen này. Xeo đầm đen 90 tới 100kg cho mấy chị với giá là 140 ngàn. Ha. Đầm bị trắng khách lấy rồi, xếp ông lộng chưa lên được. Bây giờ đang xeo đầm chị. Rồi chốt giùm em. Đó, hát bơ của chớ thấy không? Ôi loài luôn cho ớ mẹ vậy chị Thanh Phạm. Đầm này 90 đến 100kg quý vị ơi, đây là một cái đầm thun lai dông ha. Đầm này em nói mấy chị có tiền không có đi đường quyền được cái đầm này không, sale luôn cho mấy chị với giá bao nhiêu, 140.000. Vậy đi, 140.000. Tiếp tục quý vị ơi, muốn trẻ có trẻ, muốn trung có trung, muốn già có già. Đầm hoa cút, đầm hoa cút có tay nè mấy chị. Đầm này em có size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Đầm này bán cho mấy chị với giá 260.000. Đầm này ở sau có lưng chun nè. Đầm này ở sau có lưng chun nha. Đó. Nha. Anh áo trắng nhiêu tuổi vậy chứ? Anh áo trắng nhiêu tuổi hả? 16 tuổi rưỡi. Cha nhiêu nhẽo luôn, thiệt á. Hốt về nuôi lấy mẹ luôn thiệt. Đầm bi trắng khách lấy về nửa tiếng. 140.000 của hoa xương rồng. Dạ, đây đây là chị ba. Chị ba ơi, chị ba à, đây đầm này em có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90, dưới 100. Đầm hoa cút 260.000 nha. Đó, đầm đen đã khách đã lấy rồi. Chị hoa xương rồng lấy đầm đen 140.000. Chị nào chốt đầm đen 140.000 chốt lên giùm em đầm đen 140.000. Rồi lên tiếp tục, tôi sale hết. Tôi nói là cái vàng này tối nay tôi phải chơi hết. Đây mấy chị, đẹp không? Ôi ôi, 70 đến 80kg đầm này. Rồi xe cho mấy chị còn 170.000 đầm mà. Chốt giùm em đầm 170.000, đầm 70 đến 80kg. Chị nào chốt đầm 170.000, 70 đến 80kg chốt giùm em nha mấy chị nha. 170.000 con ơi. Tiếp tục, tiếp tục.
Rồi bây giờ tặng nè, chưa tới không gian tặng đâu, chưa đâu. Hương Giang. 170.000 của bé Hương Giang kìa. Đừng xa em đêm nay, ở đây. Nó giỡn chứ, thằng áo trắng nó giỏi lắm á chị, giỏi lắm. Chơi 16 tuổi chơi xong ở tù không mà chơi lén không ai nói gì đâu thiệt. Đủ má chơi lén không ai nói gì, tới khi mà đủ má xong này chia tay ly dị hả? Nè đem táo nè, đó quỷ nào cho tôi 16 tuổi rưỡi cho ở tù không? Treo, tao nói mày ở tù sao? Treo hai cái núm lên trên chừng nào khô bỏ xuống vậy á, rụng nú luôn. Em gì vậy? Đuổi này về coi. Mấy chị ơi, dày biểu sao nãy giờ em bắt ở đó, nó đâu có chịu gì à mấy chị? Hello cái nỗi đi chào đi về hả? Hello cái chào đi về cái quỷ. Thiệt yêu nghiệt thiệt, nhà em sao nó yêu nghiệt dữ vậy mấy chị? Ơ sao bệnh dữ vậy ông? Áo trắng đẹp trai kinh hả? Ôi trời ơi mẹ ơi. Nè nuôi nha. Áo trắng chưa có vợ có 5 con đó. Áo trắng chưa có vợ nha, nhưng mà được cái là áo trắng đẹp trai, dễ thương, mũi cao lắm mấy chị. Được cái tiền là làm như là gửi về chùa nuôi sư phụ. Chị nào có tâm cố ý hút em cho hút luôn. Em đứng ra gần dựng dạ gã chồng luôn. Hoa tươi đây. Xuân qua hỏi đầm cúc á. Dạ em để cho chị rồi, chị hoa tươi xuân qua. Đầm này đẹp không? Đầm này 220.000 đúng không? Giờ trao lớn luôn. 65 dưới 67 kg sale cho mấy chị 170.000 hoa đỏ. Ơi mấy chị ơi, von đẹp lắm nha. Ha hàng xúc mà mấy chị biết rồi đúng không? Có một cái dây thùng luồn cột ngay bụng. Rồi chưa đi nữa má. Chốt giùm em đầm đỏ 160.000 mấy chị ơi, dưới 67 kg quỷ yêu nghiệt thiệt hả chứ. Má thiệt. Bà Hương này cái gì kiểu như bà cũng đẹp, đẹp trai lắm nhỉ. 170 còn không? 170 đỏ mấy chị ơi, không. Hương Giang 170 gì nữa. 170 đỏ. 170 đỏ, 170 của chị Hương Giang. Rồi tiếp tục. Quỷ cái nó không biết lầy rồi đó trời. Tiếp tục mấy chị ơi, tiếp tục đầm 200. Đây. Mấy chị ơi mấy cái đầm này xinh lắm nha. Đây nè, khi mấy chị mặc lên nè, nó có những cái đường vân qua nè, nó sẽ không thấy bụng. Đầm này size bao nhiêu? Size 18. Size 18 này tương đương 80 đến 8. Đâu đâu không. Đầm này khoảng cỡ 80 đến 85 kg à. Với điều kiện mấy chị 1m6. Với điều kiện 1m6 đầm này 200 sale còn 160. Chốt giùm em đầm thun đầm size 18 160. Chốt giùm em size 18. Size 18 160.000 mấy chị ơi. Size 18 160.000. Bà Hương bà cũng địa trai dễ sợ. Tôi mới đưa camera qua cái chút xíu mà bà biết nhỏ đẹp trai luôn. Thiệt chứ. Yêu người ạ. À. Dạ chị ngồi cho em đưa lên chị từ từ chị lựa nha chứ em có lựa được cho chị ơi. Em lựa mẫu này cái mấy chị không thích thì mấy chị chọn mẫu khác em muốn chết luôn á. Không lựa được nha. Đẹp không mấy chị? Sang chảnh không? Trời ơi. Bán chứ không có cho người tóc xuống nhé. Trời ơi là trời. Đồ chợ. 160.000, 80 đến 85 kg. Trời ơi sang thế chị. Năm nay em còn màu đỏ đô nữa nè mấy chị. Rồi đỏ đô size nhiêu? Đỏ đô size 75 à, xanh là size 75 kg. Sale 160. Và còn một cái đỏ đô size 65 kg. Đầu chốt đi mấy má. Đây nha. Đó đi đường quyền. Đó. Ờ phái đẹp trai, về đây Hương. Về đây bà cũng dạng yêu nghiệp đây mấy chị ơi. Đây đi đường quyền người ta có tiền đi đường quyền. Em giờ bán mai có tiền mới đi đường quyền được. Đây mấy chị 160.000 đồng thun lai dông. Hốt mẹ đi mấy chị ơi. Mặt nóng được chết mẹ luôn. Nãy giờ bán mới có 4-5 cái mà hò giống như vậy chị. Cái em đang mặc là size Size 160. Cái em đang mặc là size nhiêu? Size 18 là còn cỡ 80-85kg. Rồi một cái đỏ đô là size 65kg. Còn một cái xanh của bà nó là size 75kg. Rồi chị nào chốt 160 giùm em, xin lỗi mấy chị chứ. Đó. Ý vậy á, đang mệt. Ý vậy á mấy má. Rồi lên tiếp tục nha. Lên cho mấy chị một cái đầm bi 150 65kg vải đẹp đó. Cái đầm này chị nào dưới 67kg cũng vừa ha. Đây. Tại tống qua được team Bicilicu á gái à, hiểu không? Quỷ à. Đầm này nè mấy chị dễ thương lắm, ren cũng đẹp. Đầm này chị nào dưới 67kg chốt. Chốt giùm em đầm bi 140.000 đầm bi ha. Chị nào chốt đầm bi 140. Ôi mé nãy giờ le quá trời, ai mua. Mấy mẹ giống yêu nghiệp quá trời ơi. Le nãy giờ lòi bản hồng nhảy muốn rụng lông luôn á. Ôi là trời. Ôi là trời, tôi buồn chứ mấy chị. Tôi buồn chứ. Trời ơi đâu rồi trời.
Đâu rồi? Ủa có ai comment hay tôi bị ẩn comment vậy trời? À không chốt đầm bi 67 kg rồi tiếp tục. Đầm này là mấy chị dưới 85 kg. Đầm này 190 còn một cái sale cho mấy chị 150 ngàn. Chốt giùm em đầm sọc 150 ngàn. Như Văn nè. Đâu đâu? Như Văn 140. Như Văn 140 rồi chốt giùm em đầm sọc dưới 85 90 kg. Chốt giùm em đầm sọc. Rồi lên một cái đầm đi biển phone nữa nè. Rồi tiếp tục 170 ngàn mấy chị ơi. 220 sale còn 100. 220 nha. Sale cho mấy chị còn 160 ngàn mấy chị ơi. 160 ngàn. Rồi chốt giùm em 160 ngàn đầm này dưới 67 kg. Chốt giùm em đầm hoa 160 nha. Bà già bán máy bay coi gì kìa. Cái đỏ. Cái bà già bán máy bay coi gì vậy chị? Cái đỏ. Cái đỏ nó có 65 kg rồi chị à. Chị bán giùm em cái khác nha. À, người ta máy bay giá tốt, ông cũng đọc thành máy bay giá tốt. Ủa, nữa. Tôi hỏi hồi nãy là Nguyễn Thị Mai Chi là ai? Nguyễn Thị Mai Chi là ai vậy chị? Anh vô anh coi bài viết thử. Đầm 600 cho anh Nguyễn sao được cái lùng á. Đầm 600 cho anh Nguyễn nó đầm nào ạ? À? Đầm xanh. Đầm kia kìa, size 14 á, size kia kìa. Rồi, cho anh Nguyễn, nhiêu 160 của trăm anh Nguyễn nè. Ha, à, rồi, ai? Cẩm Văn Nguyễn cái sọc 150 nè. Cẩm Văn Nguyễn cái sọc 150 nè. Đầm hoa là đầm hoa này đúng không chị? Dạ dưới 65 kg nha, máy bay giá tốt. Cho xin địa chỉ số điện thoại chị ơi. Chị mua cho ai hay sao ạ? Máy bay giá tốt 160 ngàn. Dạ ok, chị mua giùm là ok. Không phải. Cái gì? Hoa xanh lá. Hoa xanh lá ai chốt vậy vậy rồi? Bỏ lại. Cái xanh lá đó là của Trâm anh Nguyễn. Rồi. Đó của Trâm Nguyễn vừa qua cho mấy lồng đi cho Nguyễn nằm bên kia. Rồi vậy là chị. Để mày ghi số tên thôi. Cũng 160 luôn, rút ra thôi để cái bịch thôi. Rút cái đầm ra rồi để cái bịch vô. Ừ, chứ có làm gì đâu mà. Có làm gì đâu. Ông hét cái tư quý đích đúng không? Ở cái bịch. Rồi hét cái ông mất cùng cảm giác chạy tứ băng hết. Mà mò luôn á. Chị Chi quận 9 á. Rồi tiếp tục, đầm này là 320 quên mẹ. Đầm này là chị Chi, đầm này đẹp lắm. Đầm này 320 quên rồi. Thôi giờ còn nè mấy chị đẹp lắm. Nhưng mà bằng thun nó giống như thun le dòng á. Đầm này dưới 75 kg. Chị nào chốt sọc dưới 75 kg, chốt giùm em sọc này sale 200. Sale 200 sọc. Chốt giùm em đầm 200 dưới 75 kg nha. Dưới 75 kg đầm sọc. Đầm sọc dưới 75 kg. Chị nào chốt sọc dưới 75 kg, chốt giùm em sọc dưới 75 kg. Đây mấy chị ơi, cũng một cái giống vậy nè. Cũng một cái dưới 65-67 kg nè. Là comment giùm em là hoa văn. Hoa văn dưới 67 kg, hoa văn 160. Chốt giùm em hoa văn 160, đọc cho đúng tên đúng từ nha mấy chị nha. Ha. Còn nhưng mà để từ từ à. Đầm hoa khách lấy trước chị ơi chị. Em mua cho mẹ ngồi coi livestream đi Thủy ơi. Thủy Tiên ơi, coi livestream giùm em cái. Rồi bây giờ em còn hai cái đầm tuổi tiên nè. Hai đầm tuổi tiên 250 xe cho mấy chị, còn 170 ngàn còn hai cái. Hai cái này đều là size dưới 70 kg nha. Làm ơn làm phước nhớ giùm em nha. Tuy là đẹp nhưng mà mấy chị đừng có cố ha. Đầm này mà chị nào mua về đi ăn tiệc và chúc mừng sinh nhật luôn á. Thứ nhất sang, thứ hai form rất là sang chảnh, thứ ba nó cũng sang mà thứ tư nó cũng sang. Rồi chốt giùm em. Sọc tình nào cũng hơi thay. Sọc nào 75 kg. Nãy giờ ai lên cái sọc nào 75 kg vậy? Bà nội. À đây sọc 200 ngàn. Rồi tôi comment tôi cũng nhớ nữa rồi. Tình nào cũng phải sọc 200 ngàn. Vải bao đẹp. Hoa văn của máy bay giá tốt 160 ngàn của máy bay giá tốt. Rồi chốt giùm em đầm 220 sale còn 172 cái dưới 70 kg. Chốt giùm em đầm đi tiệc 170. Còn 2 cái quý vị ơi. 2 cái 170 dưới 70 kg nha. Rồi ai? Gói ôm đầm. Gói ôm bà bầu 170 ngàn. Rồi còn một cái quý vị ơi, quan viên hai họ, dòng họ, hai bên gia khỏe hai họ. Lẹ đi mấy chị ơi, chốt đi 170 ngàn con. Rồi lên tiếp quý vị ơi, lên tiếp nha. Rồi có một cái áo chị nào mua cho mẹ thì mua nha. Ở trong là một cái áo dây, ở ngoài có áo khoác luôn. Áo mua cho mẹ, mẹ nào cũng có 80 kg, mua cho mẹ đi, em bán rẻ cho mấy chị 80 ngàn cho hết hàng. 80 ngàn áo cho mẹ. Nè.
Ước Mơ Xanh giao hàng cho chị mà bill của chị không bắt máy nha. Em thấy ở trên mạng, em thấy ở trên đường truyền, ở trên app là ấy là gì quên mất mẹ rồi. Đâm đi tiệc của xưởng Mai Ngọc, xin địa chỉ số điện thoại xưởng Mai Ngọc 170.000 anh Tân. Xưởng Mai Ngọc 170.000. Em thấy là sọt Ước Mơ Xanh ra. Em thấy là bill của chị là éo eo eo á. Hoa xương rồng 80.000 của hoa xương rồng. Dạ ok chị, tiệc 70kg. Tôi nói rồi, có hay là tôi chơi lúc nè, mà lưu ý giùm tôi một cái nha, đừng giành giật cho đã, tóm nhắn tin xả chửi banh nóc luôn á ha. Rồi tiếp tục, đây là một cái đầm từ 70, đầm này mấy chị đi biển được nè, đừng nói đi vô đưa tiền không nha chị Minh, em chán chị thiệt đó chứ. Đây nè mấy chị, đầm này đầm đi tiệc nè, 70 đến 80kg. Ngày hôm qua chụp hình bán 200 đúng không, giờ còn một cái đầm vàng bán mấy chị 150.000, 150.000 đầm vàng xưởng Mai Ngọc. 80.000 hả? Xưởng Mai Ngọc 150 không? Xưởng Mai Ngọc 150.000 hả? Rồi đầm này hồi chiều mặt lên chụp bán nhiêu, 250 đúng không? Đầm này chị nào cũng cỡ 75 đến 80 kg hút. Tao đẹp. Trời ơi là trời. Trời ơi sao ổng nhận tiền ổng lanh dữ rồi trời. Ông chồng em được cái gì hết trời. Đẹp lắm mấy chị, đầm này chị nào mà thích kiểu công chúa hút đầm này ha. Đầm vàng của ai? Trâm Anh Nguyễn, đầm vàng 150.000 đây nè. Chị nào mà 75 tới 80 kg thích đầm này, thích đầm công chúa hút giùm em ha. Thích đầm công chúa hút giùm em. Sale luôn cho mấy chị 150.000 dẹp mẹ nó luôn đi mấy chị. Sale cho mấy chị còn 150.000 đầm xanh lá luôn. Đầm vàng của Trâm Anh Nguyễn nó mới. Đầm vàng của Trâm Anh Nguyễn mới, anh mới cầm đây nè. Cái gì vậy? Cái gì của Ngọc vậy? Sưởng Mai Ngọc. Sưởng Mai Ngọc chỉ có một cái đầm 170 mà ai bỏ 150 vô vậy? Trâm Anh Nguyễn. Em hỏi là Sưởng Mai Ngọc, em thấy Sưởng Mai Ngọc và bóp, em kêu Sưởng Mai Ngọc và bóp, em để ý cái gì vậy? Trâm Anh Nguyễn đầm vàng. Chị mới chốt được một cái hoa văn sâu thôi nha chị, máy bay giá tốt. 150.000 của Thao Nguyễn, đầm xanh lá. Đầm này phải không chị? Ok đúng không chị Thao Nguyễn Bến Tre? Rồi Thao Nguyễn Bến Tre. Có đầm đi biển chị. Thao Nguyễn Bến Tre. Lên chiếc trục mấy chị ơi, chiếc trục ơi. Đây nè. Cái đầm này em không có sale đâu chị Chi. Cái đầm này không có sale. Đầm này em thích lắm. Đầm này vải vóc đồ đẻ lắm. Chị nào mặc cái đầm này chị nè mà hơi khủng tuổi chút, trên 30 là mặc được đầm này ha. Ông đầm này đẹp lắm á chị. Đầm này rất là đẹp. Nhưng đi tiệc chưa có chị ơi. Đây nè mấy chị. Còn biêu hả? Còn biêu. Cái này còn biêu nè. Chưa có mấy. Đây mấy chị ơi, khi mấy chị mặc lên chỗ này nó căng đây nè. Đầm này, đầm này 300.000. Nhưng mà đầm này có hàng xúc mấy chị. Đầm này chị Chi Nguyễn quận 9 mặc được nè. Thôi thì 300 xe cho mấy chị, còn 250 ha. 250. Bây giờ em đang lên nè Hà ơi. Hà ưng cái nào thì Hà chốt cho bên em, đâu có like theo yêu cầu. Like cho một mình chị là mấy chục chị kia chờ là em có đồng ý, mà mấy chị cũng không có đồng ý. Thảo Nguyên nào có đầm 170 vậy? Đâu có chốt được đâu, Thảo Nguyên. Đâu có chốt cái nào của Thảo Nguyên đâu. Đầm này đủ size nè, cái đầm bi 300 xe còn 250, em còn đủ size nha. Em còn đủ size luôn mấy chị. Thảo Nguyên. Nè. Em có một cái đầm bi size dưới 72-73kg. Đầm bi đi biển rồi. Xeo đầm bi von giống như đầm 160 luôn nè mấy chị. Đầm này dưới 73kg. Chốt giùm em đầm bí, đầm bí đây là cọng dây cột ngay bụng là đầm này đi biển được nè ha. Rồi đầm này xe cho mấy chị 160, chốt giùm em đầm bí dưới 73-74kg. Dưới 73-74kg nha. Dưới 73-74kg bây giờ tặng son nè. Bây giờ tặng son cho những chị có chia sẻ và có bill nè. Ha. Chốt giùm em đầm bí 170, dưới 73kg. À 160 chứ. 160 mấy chị, 160. 160 nha. Ai? Hương vàng á. Để gì kiếm sai nha Hương vàng. Đèn bi. Chị nào có rồi thì đừng chốt nữa nha. Hai em rửa Nguyễn Quý còn không?
250 của ai đây nè, ai trước? Hương Giang hả? Hương Giang. Hương Giang trước nè. Hương Giang. Hương Giang trước nè. Đầm bi của Hương Giang rồi ai nữa? Nguyễn Ngọc Yến. Nguyễn Ngọc Yến 70 kg. Rồi Nguyễn Ngọc Yến nè. Hương Giang nè. Hương Giang trước nè. Thời gian bỏ đó. Chúng ba nó dễ sợ thiệt chứ. Đúng rồi, Hương Giang Giang võ khác nhau đúng rồi. Mới nhìn nó giật mình, Hương Giang. 16 là gì chị Hương Giang? 16 gì? 16 là chiều nó quýnh số đề trúng 16 ba lô hả chị? Chồng tôi nói sao mặc đồ nhìn nhí nhảnh dữ. Trời ơi, tôi mới có 16 tuổi rưỡi ông nội. Ủa Hương Giang nói 160 mà. Bi 160 mà. Đây đen bi 160. Kia kia bé lùng, bi 160. Ủa không phải đây nè. Bi 160 của Hương Giang nè. Vậy không có lấy cái bi hồi nãy phải không? Không có lấy cái bi 250 đúng không? Nè bi 160 của Hương Giang lộn. 160 của Hương Giang gạch 250 đi anh. Ai? Không, đầm bi 250 đẹp lắm nha. Vải rất là đẹp. Đẹp ngang ngựa em. Nói với chồng mày là tao mới có 16 tuổi rưỡi rồi nha, chào gái nhiều nhẽo luôn á. Em chưa được cây son nào hết á, Yên có thể thương xót. Thương xót nhắn tin đi này. Ông hai trăm phút đem ra cho. Rồi bây giờ tặng 5 thỏi son rồi, giờ vô lấy hả? Con heo, biết con heo không? Ai? Ô, lấy 250 là sao Phương Giang? Quăng quá nha. Không lấy 250. Đúng rồi, thả rồi. Thả rồi, thả rồi. Thả rồi. Trời ơi, đầu sao năm thỏi soi mấy chị. Ông nhắn ông bảy nhốt bà lại để bà bay nha, nhốt giùm cái đi. Nhốt giùm cái. Ước mơ xanh này họ từ đầu tới giờ có một bill mà bill nhận cũng chưa nhận. Mấy chị thấy chưa, mấy chị mua hàng trên mạng là mấy chị phải biết là họ sắp về giao cho mấy chị. Là làm ơn điện thoại đủ má phải kịp nách nè. Chị em để điện thoại cho má mà đủ má. Cái người ở đây mà cái áo trong toilet á. Tôi nói rầu đừng bao giờ kẹp điện thoại trong cái dòng ẩm ướt giống như kẹp trong háng. Shipper gọi táo lỡ mà nó rung đủ má, nó rung mà không biết rung hay là thằng chồng nó massage thì cũng phải cầm cái điện thoại nghe giùm con một cái. Nha. Cầm lên cái điện thoại nghe giùm con một cái. Nha mấy má. Ha. Trời đất quỷ thần ô là trời, bấm nút chia sẻ đi mấy chị, bán hai cái đầm nữa đủ vốn mình mới lên cho tiền so. Lên tiếp mấy chị ơi, đầm hoa đỏ. Đầm hoa đỏ size dưới 72-73kg. Chốt giùm em đầm hoa đỏ 160. Chị mới có một cái đầm mà nha. Đây đó. Bấm nút chia sẻ đi mấy chị. Đầm hoa đỏ 160 dưới 73-74kg. Chốt giùm em cái đầm maxi luôn nè, sale cho mấy chị 170.000. Trời ơi, làm ơn giùm cái 170.000 đầm này bà, là đầm bị mắc phong long nè. Hồi bữa khách dành quá trời luôn mấy chị. Maxi 170.000 size dưới 75kg. Chốt giùm em maxi xanh 170.000 ha. Đợi chút nữa là mình chơi may mắn đi mấy chị ha. Rồi mình cứ comment một cái câu gì đó ha. Nha, comment một cái câu gì đó. Đầm bi 160 hết rồi Thảo Nguyên ơi. Khách lấy dĩ giờ nửa tiếng rồi. Nha mấy chị nha. Tiếp tục mấy chị ơi. Đầm bi đâu rồi? Ủa đầm hoa đỏ. Đúng không? Đầm xanh. Đầm hoa đỏ với lùng 160. Đầm xanh dưới 75kg 170. Đấy, tôi chưa nhận được quà hết. Mấy chị cứ chơi may mắn đi mấy chị. Bây giờ mà nói mà cái vụ mà tặng quà á hả, là khách em phải 1.000 cây mới đủ. Ha. Cho nên đầm hoa 160 của Long Nguyễn Hình Hình Xanh có bill nha. Đó đó. Đó, trước mặt nó ngay sập công dây luôn đó. Đó đó. 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 1 triệu quá nha. 1 triệu đó. Chứ nhiều. Nhiều 800 trời ơi, chưa có bao giờ bán ế như bữa nay. Nãy giờ chưa bán được cái quần què gì luôn.
Ôi. Dắt cái gì trong vú rồi trời. Dạ dắt cái vú của chị. Hoa đỏ của ai vậy? Chỉ còn hoa xanh thôi nha. Hoa đỏ của chị Lo Nguyễn còn hoa xanh thôi. Có ai chốt hoa xanh không? Có ai chưa chốt hoa xanh không? Ủa lộn, có ai chưa chốt kim tuyến? À, kim tuyến xanh đẹp lắm. Mặt ở trên đây ôm là dưới sợi lại là thả dáng đẻ lắm mấy chị. Em có một cái đầm thun lai dông sale cho mấy chị trong nữa nè. Dưới 85kg. Dưới 85kg đầm đen lai dông sale 150. Ha, rồi bây giờ tặng son nè. Rút kiếm ra. Đây rồi. Rồi bây giờ bấm nha, đã chia sẻ mấy chị ơi. Cờ ra con mấy cờ ra. Hát rầu à, mệt rầu à, đi nghỉ luôn. Dạ. À, chị gì? Nga Nguyễn Đầm Xanh cho lên địa chỉ kèm số điện thoại, bên em không gọi điện chốt hàng, chị chốt hàng qua tin nhắn nha mấy cục cưng ơi. Rồi bây giờ lên nè, chị nào có chia sẻ em mới tặng nha. Rồi lên giùm cho em. Đã chia sẻ. Đã chia sẻ nha mấy chị nha. Đã chia sẻ. Đã chia sẻ nha mấy chị nha, đã comment theo cái câu của em nè. Đã chia sẻ quý vị ơi, chị nào mà chốt lên giùm em trước cái câu để em suy nghĩ cái câu gì ha mấy chị. Đã chia sẻ mấy chị chốt lên giùm em, đã chia sẻ trứng giái bảy rụng bằng trứng nước. Rồi chốt lên, chị nào chốt câu đó trước em tặng son. Đã chia sẻ trứng giái bảy rụng bằng trứng nước. Rồi chốt lên giùm em. Bà nào comment trước tặng trước trăm thỏi son trâu múc chị là thủy luôn mấy chị ơi. Đó trời ơi là trời. Trời ơi là trời, đã chia sẻ nha mấy chị nha. Đã chia sẻ trứng giá bảy bằng trứng nước. Trời ơi, một câu quá gọn luôn bán rồi. Trời ơi là trời, chị nào có bill và chị nào comment đúng câu đó em sẽ tặng. Trời ơi là trời. Ai Ren Nguyễn đã chia sẻ tặng trứng giá ông bảy bằng trứng nước. Ren Nguyễn nè. Đó, Ren Nguyễn có chia sẻ và có tặng nè. Ai nữa mấy chị ơi. Trời ơi là trời, nhanh mấy chị ơi. Trời ơi là nhanh lên là nhanh. Đã chia sẻ trứng giá ông bảy bằng trứng nước. Thái Huyền màn cửa nè. Anh A Hân nè, không có bill không tặng nha. Phan Trang không có bill không tặng nha. Thôi tặng đi chứ không chửi nữa. Ủa mà không có bill lấy đâu tặng mấy chị. Kỳ Anh tặng nè nha. Rồi hai chị, một chị Phan Trang Sa Đéc nè. Phan Trang Sa Đéc nè. Với lại là của anh A Hân nè. Tiếp tục mấy chị ơi, tiếp tục. Bé vô lấy 5 cây nữa con. Lấy 5 cây trong thùng nữa. Chị ơi đã chia sẻ rồi mấy chị ơi, trứng giang bảy bằng trứng nước rồi. Ôi cái câu đó dễ thương muốn chết. Cái thùng ở chỗ kề gỗ phía trong. Rút 5 cây phía dưới. Lầu 3. Thấy chưa? Cái thùng giấy ở dưới body luôn. Thùng giấy phía tay trái. Trời ơi lè lên mấy chị ơi, lè lên. Ai nè, Văn Nguyễn thành phố nè. Xong anh nè, ghi bill ơi. Anh ơi ghi luôn cho nó bỏ đi anh. Đấy. Văn Nguyễn thành phố nè. Song Anh nè. Trời ơi son Hàn Quốc mà tặng giống như rơm như rạ vậy mấy chị ơi. Ai nữa mấy chị ơi? Thủy Tiên Trần nè. Ai nữa mấy chị ơi? Nguyễn Ngọc Yến nè. Ai nữa mấy chị ơi? Ai nữa mấy chị ơi? Ai nữa mấy chị ơi? Phạm Thị Ngọc Giai không chia sẻ nè. Xăm con cạc, trời ơi bà Thúy Nguyễn con cạc đã xuất hiện nè. Đấy, rồi Nhu Nhi Võ nè, hết. Hết mấy chị ơi. Hết, rồi chứng giá ông Bảy bằng gì cả bà ổng nha mấy chị. Yêu Nguyệt à, đem 500 triệu của anh Bảy ra đùa giỡn à. Trời ơi, yêu Nguyệt. Thiệt. Nhu Nhi Võ. Rồi lên đầm tiếp tục đi mấy má. Rồi còn một cái đầm đi ăn tiệc nè mấy chị. Còn một cái đầm đi ăn tiệc size 7 dưới 73kg. Đây ha. Rồi chốt giùm em đầm này xe cho mấy chị 130.000. 130.000 đầm trắng mấy chị ơi. 130.000 đầm trắng tiếp tục mấy chị ơi, chút nữa tặng tiếp đi. 130.000 đầm trắng xe cho hết hàng, lấy tiền nó đi đóng hàng khác nha. 130.000. Tiếp tục mấy chị ơi. Ủa sao bà không có đọc tên rõ ràng mà Nhu Nhi vậy? Tiếp tục mấy chị, đây là một cái đầm. Đầm này 200. Đầm này là bằng size em nè, 85kg. Chị nào bằng size em đầm maxi này 85kg chốt giùm em đầm. Comment giùm em maxi 85kg sale luôn 150.000 ha. Mười thỏi mà không được quá đen luôn á bé Mỹ Vũ. Mười thỏi mà không được quá đen luôn ha. Đây mấy chị ơi. Chốt giùm em, một là đầm trắng 130.000 để đi tiệc. Hai là đầm maxi 150, 85kg ha.
đâu có thấy chị đâu, chị Nam Khánh. Chị Thi Võ hỏi 7 vở biêu cho chị Thi Võ chưa kìa. Hình như là nhớ bài bài như còn. Thái Huyền bằng cửa nên cho cái biêu cho. Làm xanh Maxi bán rồi. Phải không? Minh Xu Hồng để em tặng sau đi chị. Kỳ Anh cái biêu còn nè. Minh Xu Hồng là chỉ tặng đồ ăn thôi, để lên ký thôi. Kỳ Anh có biêu. Đó. Còn 2 cái áo, còn 3 cái áo đó chị. Còn 3 cái áo 70 kg. Rồi, còn 3 áo 70 kg bán cho mấy chị 70.000 đi cho nó hết nè. 3 áo dưới 70 kg, rồi bán 70.000 của Tông cho mấy chị cho hết hàng ha. Còn 3 cái, chị nào chốt 3 cái áo này chốt lên giùm cho em nha. Mấy chị comment cho cái một đó phút đi là. Nữa chị Nga Nguyễn không có là em xả biêu ra. 1 phút nữa không có xả biêu đi. Em inbox cho chị trong rồi đó. 1 phút nữa không có điện thoại, địa chỉ số điện thoại chị Nga Nguyễn xả biêu đi. Mấy chị ơi chốt giùm em nha ha. Maxi xanh nào vậy? Maxi xanh nào? Maxi xanh 150 này hả chị Harry Nguyễn? Cái này 85 kg nha. Phải thì ok lên cứ comment theo cái câu em nói mấy chị. Em comment no, mấy chị comment ngã em thua luôn. Rồi 3 áo dưới 70 kg, 70.000 một áo, con đừng có bỏ bịch bóng gương nữa con. Để chút treo lên. Ví dụ như em kêu mà dưới 70 kg là làm ơn dưới 70 kg. Chứ đừng có hỏi cái câu mà 73 kg vừa không, nó kỳ lắm. Tinh Trần áo đen của Tinh Trần 70.000, mấy chị hỏi nó thừa lắm thiệt. Mấy chị có thấy thừa không? Tại vì nếu 73 kg là em đã kêu dưới 73 kg vừa rồi. Chứ đâu có cần mà 70 lên 73 đâu mấy chị. Còn 3 cái thịt đó mấy nghị chị đâu? 3 cái thịt ra chợ. Chị ơi bán em 3 cái thịt 500.000, bỏ một thùng. Đầm đen lai dông là đầm nào đâu? Đầm đen lai dông 150 khách lấy chưa vậy? Đầm đen lai dông 150 khách lấy chưa lùng? Đầm đen lai dông nào? Ủa chứ cái đầm đen lai dông đâu rồi? 150 nghe nãy giờ chưa ai lấy, bên đó có thử có không vậy? Cái này là cái gì? Này đầm đầm giống này nè. Rồi đầm đen lai dông cho ai? Đầm đen lai dông 150 cho Hồng Nguyên. Áo của Tài Lê 70.000, áo của La Kê Nhi hồi bữa La Kê Nhi cũng xả một cái bill mấy chục ngàn rồi nha. Tài Lê rồi. Hany Nguyễn kìa. Hami. Hami Nguyễn kìa, Hami Nguyễn cho lên địa chỉ số điện thoại kiểm tra bill của Hami Nguyễn nha. Có La Kê Nhi không gì? Từ từ ạ. Đâu cái đầm hoa băng đâu rồi. Rồi đó là Hany Nguyễn á. Còn cái đầm đen này là của ai anh? Hồng Nguyễn lấy đầm đen la dông. Tài Lê 70 đúng không? Cái gì vậy? Áo 70 của Tài Lê đâu rồi? Đó. Nè đầm đen nè anh. Đầm đen của Hồng Nguyên. Hồng Nguyên inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. Áo đen của ai ạ? Của Tinh Trần có chưa? Rồi. Áo đen của Tài Nguyên, Tài Lê hả? Có rồi. Và còn một cái áo đen của ai? La Kê Nhi nè luôn. La Kê Nhi 70.000. Anh nói thiệt với mấy chị chứ một lần tặng quà là giống như cho mình chơi rồi cho mấy chị lượt chia sẻ mà cứ một lần tặng quà cái một lần mấy chị trách trả, một lần tặng quà cái mấy chị trách trả, là nói thiệt là lần sau em không tặng nữa cho khỏi mất lòng tứ bề ha mấy chị ha. 100.000 nhưng mà bên chị 7 bảng màu lần 255.000 bán 100.000. Bên em có gọi điện có chút hàng đâu chị Hami ấy, chị Hami Nguyễn ơi. Bé Lùng xong cái đó kiểm tra bill Hami Nguyễn nha. Kiểm tra vô Facebook kiểm tra Hami Nguyễn luôn. Nếu không ok cho cọc gà ha. Em kiếm bill ai ạ? Rồi bây giờ bán giùm nha mấy chị nha. Giùm 150.000 mấy chị ơi. Giùm 150.000. Giùm hàng xuất nè. Giùm này chị đào 68-85 kg dừa. Trời ơi. Em nói thiệt chị Hồng Nguyễn mua không bao giờ ngọt ngào hết trơn á. Rồi lên dùm. Lên dùm cho mấy chị nè. Hình như cái này size hơi nhỏ. Không phải cái này chưa mở cái dây trước ra. Lên dùm cho mấy chị nha. Ồ. Dùm này dưới 70 kg nè quý vị ơi. Bé Nguyễn Vũ hỏi xong nhưng cây rồi. Trả lời rồi. Đi qua vậy. La Kê Nhi chốt thêm nha. Chứ hồi bữa cũng mấy chục ngàn xong chốt xong rồi xả rồi mấy chị. Cái mắc công ghê lắm lận. Mắc công tàn canh giá lạnh mấy chị.
Nếu mà like xong còn thời gian em sẽ cho ring lên nha. Cái dâm này em có size nhỏ ha, dâm 80kg của Thanh Phạm. Trăm rưỡi ngàn của Thanh Phạm. Xin địa chỉ số ông nội. Dâm mà có 150.000 rồi mấy chị đây. Mấy chị thấy gọn không? Rồi, Hany Nguyễn cọc một cái kẹp Mobi 50. Rồi bé nhắn tin cho Minh bay ra cô Hany Nguyễn đi. Hany Nguyễn cọc cho cái kẹp Mobi 50 nha. Để tôi ghi cái bill Hany Nguyễn đi anh ơi. Bill 354 nè, rồi cọc kẹp. Mobi 50. Rồi Uyên Phan một cái dâm nè. Uyên Phan một cái dâm. 150.000 bấy luôn. 150.000 Uyên Phan. À, Hany Nguyễn khỏi cần cọc kẹt hay thành phố? Thành phố không cần. Thành phố không cần cọc kẹt. Thôi. Địa chỉ thành phố à? Trịnh Thăng inbox cho chị Yên đi, rồi chị Yên giải quyết bill cho nha. Inbox chị Yên giải quyết bill chia sẻ rồi mà không tặng son hả? Không chị chia sẻ đâu. Chị đâu có hiện lên người chia sẻ. Còn tặng son là chị nào có chia sẻ hiện lên em mới tặng lần chị. Chứ không phải cái đó mà ép đặt em không có. Ha, tặng cho nó vui vậy thôi. Nguyễn Ngọc Thùy Trang nào đây? Nguyễn Ngọc Thùy Trang dùm 150. Dùm 150 của Nguyễn Ngọc Thùy Trang mạnh tư. Nguyễn Ngọc thì nhắn tin lên đây chút xíu nữa. Chị Yên mà không trả lời là em cứ gọi điện. Em bấm một cái vô cái cuộc gọi á. Gọi đi. Rồi tắt đi rồi chị sẽ thấy liền ha. Đó, Thanh Phạm dùm có rồi. À, Nguyễn Ngọc Thùy Trang dâm có rồi. Ví dụ như mấy chị nhắn tin mà em chưa trả lời kịp á, hoặc là nó bị trôi tin nhắn lúc anh Phước làm bill á, cứ Yên mặt nhìn đẹp. Mấy cái này mặt đều đẹp hết đó chị Hoa. Mấy cái này cái gì mặt cũng đều đẹp hết trơn á. Rồi bà Tiên Trần có trong live không nghe? Chị nói bà nghe là cái bill cũ của bà lâu lắm rồi, tại vì giờ bà kêu sao lộn bill. Bill chị chưa đi mà chị Tiên Trần lộn bill gì? Bill chị chưa có đi mà chị nói ủa sao cái bill 47 ở đâu đời nào bây giờ chị hỏi. Nguyễn Ngọc Thùy Trang làm cái con cặc gì mà đổi hình nền hoài, ai đâu mà nhận biết được cái nền. Cái quỷ à. Đâm đi biển. Xeo còn 150.000 đồng này mấy má không mua là thua thiệt lắm luôn á. Thiệt, thực sự. Đồng này mấy má không mua là mấy má cực kỳ thua thiệt. Đồng này đẹp lắm mấy chị. Trời ơi, tao nói mặc bikini hả, bước lên biển. 150.000 mấy chị. Cũ. 150.000. 150.000 đồng đi biển. Làm con cặc gì đổi nền hoài, ai biết cái nào. Rồi tiếp tục đầm sơ mi mấy chị. Đầm sơ mi. Đầm sơ mi tay ngắn, đầm này size lớn nha. Đầm này size dưới 95kg mấy chị. Chị nào 85, chị nào 90 đến ta đến 95kg chốt đầm sơ mi. Đầm sơ mi 200, sale còn 150.000. Đầm đi biển của Trâm Anh Nguyễn 150.000 mấy lùng đang cầm. Chốt giùm em đầm sơ mi nha. Chốt giùm em đầm sơ mi quý vị ơi. Đầm sơ mi 88 tới 95kg đầm sơ mi. Cái này nó dùng qua đây cho em ghi lại luôn cho. Bị ghi rồi. Đầm sơ mi 150, đầm đi biển 150. Đầm đi biển tiếp tục là Trâm Anh ơi. Đây, Trâm Anh ơi, đầm đi biển Trâm Anh. Trời ơi mấy cái này đi biển đẹp lắm ha. Ôi lâu lắm thì em mới thấy chị á. Lâu lắm em mới thấy chị Hà Lê Quang Lạc. Đầm sơ mi của Hà Lê Quang Lạc là con 150.000. Rồi đầm đi biển lá tre. Chị nào đầm lấy đi biển lá tre. À, chốt giùm em đầm đi biển lá tre. Chị mét 5 em mét 55 gì hả chị Hoa? Trời ơi mặc bình thường đi chị. Mình đẹp theo cái kiểu phong cách của mình chị ha. Rồi đầm sơ mi của Hà Lê Quang Lạc 150. Thái Huyền màn cửa một cái dâm nè. Một cái dâm của Thái Huyền màn cửa. Lấy em luôn cho Nguyễn. Lấy luôn cái đầm 150 lá cốc rồi con. Đây anh ơi. Không phải, cái này là của Thái Huyền màn cửa. Còn có bé lùn mà đang kịp nắp với là của Trâm Anh Nguyễn. Cái bao hồi xưa hỏi nó treo đồ hết lên cho em chi vậy ta? Không, còn một đống nằm đi biển mà đâu rồi ta? Thì mình thả một cái không có, không có địa chỉ gì hiện tại trả đi nha. Trâm Nguyễn bỏ vô lồn rồi mà cái gì? Dạ hết rồi chị. Đầm đi biển lá tre để em vô em coi cái bao hạnh phúc rồi.
Thôi quá trời đồ về luôn đó chị ơi. Rồi một cái áo này 150-160 nè mấy chị. Áo này mấy chị mặc với sọt đẹp lắm, áo nhung. Nhưng mà kiểu model lắm nha. Kiểu rất là model mấy chị, kiểu dáng xòe nè. Bán cho mấy chị 80.000 dưới 85kg, dưới 88kg vừa. Chốt giùm em áo nhung 80.000, áo này mặc với sọt bao đẹp. À, áo này mặc với quần sọt bao đẹp. Rồi, thấy rồi, xin lỗi chị Thân Phạm. Thấy nãy giờ quên. Hoa Xuân Rồng ngồi chờ em 5 phút quay hoa Xuân Rồng. Chờ em 5 phút. Chờ em 5 phút em cho chị coi rồi chị đi ngủ nè. Bộ này nè. Bộ này mấy chị, bộ này là set ống rộng 250.000, sale cho mấy chị còn 160.000. Áo nhung của Thanh Phạm như vậy 80.000, áo nhung này đẹp lắm chị Phạm. Đây nè, bộ này em có đủ size dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Đây, bộ này thun lai dông nha ha. Bộ này thun lai dông. Bộ này có tổng cộng 4 size, 250, sale cho mấy chị còn 200, còn 160.000 bộ này. Bộ này bao đẹp cho mấy chị ha. Rồi chị nào lấy bộ xám 160 chốt giùm em bộ xám kèm số ký ở sau. Chốt giùm em bộ xám kèm số ký, áo sơ mi còn nhưng mà chưa lên được. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Đây là một cái đầm đi biển luôn, nhưng mà đầm đi biển có tay nha. 70-80kg đầm đi biển này. Chị nào chốt đầm đi biển này chốt lên giùm em 150.000, chốt giùm em là đầm đầm đi biển có tay, 150.000 đầm đi biển có tay. Chị nào chốt đi biển có tay chốt giùm em, sao cái mẹ nó quay vòng vòng ghê bà con. Chốt giùm em đầm có tay nha, áo 80.000 khách lấy rồi. Rồi lên tiếp tục. Bộ xám 160kg. Anh lấy bộ xám sát bên cái kệ gỗ luôn anh. Đúng. Phía trong sát bên kệ gỗ. Má, cái bao Burberry đó. Rồi kiếm bộ xám 3x đi. 3x. Đầm đi biển có tay của Trâm Anh Nguyễn nè anh ơi. 150 của Trâm Anh Nguyễn. Mấy cái này hàng xuất không ở Trâm Anh Nguyễn đúng không? Trâm Anh Nguyễn 150. Có chị nào mà thích đi biển mà bự bự con không? Thúy Nguyễn, mà con ghi Thúy Nguyễn này ở tỉnh nào cho anh nốt cho mẹ mày. Thúy Nguyễn 160.000. Thúy Nguyễn hình như Bến Tre. Thúy Nguyễn Bến Tre nốt lên cho con. 2X còn 2X này chị nào 95kg mặc cũng vừa nha. Hết size 3X rồi mấy chị. Bộ xám 2X của Châu Thủy anh ơi. Bộ xám 2X của Châu Thủy. Châu Thủy có chụp địa chỉ số ngồi lên là 160.000. Châu Thủy nè. Anh đang ghi luôn đi, nè cái gì. Ghi Châu Thủy nữa. Trời ăn nữa rồi trời. Nga Nguyễn có địa chỉ rồi nè. Rồi Nga Nguyễn có địa chỉ rồi nè. Đầm này chị nào mà từ 85 nè, đầm này tặng cho chị Thanh Thảo Nguyễn đi. Chừng nào đi biển mặc cái đầm này nha chị Thanh Thảo Nguyễn. Tặng cái này cho Thanh Thảo Nguyễn, đâu Thanh Thảo Nguyễn nãy giờ có view chưa? Biết khỏi đi. 56. Tặng đúng gì? Dương sọc mó cỡ ra xong mới du Julia Nguyễn. Bẹt một đường thôi con. Không phải đâu. Không phải à nha, Nguyễn mới, Nguyễn Nguyễn này khác ai em. Ủa giờ Thiên Nguyễn mới nghe hả phải đâu? Nguyễn Bến Tre. Thanh Thảo Nguyễn luôn gì? Dùm nè mấy chị. 68-85kg vừa. Dùm này hàng xuất 150.000. Cái Nguyễn Bến Tre, Thanh Thảo nó tặng nó không? Không thay dùm bằng cái bút lông khác đi để không? Thay cái bút lông khác thay vào bát cho gì nha. Vì không thấy đường luôn á. Quăng ra đường phải chéo luôn rồi con. Hồi trúng đầu ba mà chấm thương sợ khỉ cho ông nghỉ cần luôn hả mày? Mày bớt giỡn với ổng thôi nha, ổng đang mê nghỉ lắm á. Em có một cái đầm sơ mi dưới 68kg. Chị nào dưới 68kg bán cái đầm sơ mi này cho mấy chị 150.000 sale luôn. 68kg đầm sơ mi 150.000. Chị nào chốt đầm sơ mi còn bút lên nè con hả? Dưới 68kg chốt đầm sơ mi đi mấy chị ơi. Dưới 68kg đầm sơ mi. Rồi đây là một cái đầm sơ mi phom tuôn dưới 90kg. Bán luôn cho mấy chị 150.000 đầm này khi mấy chị mặc lên ha. Nó có một cọng dây ngay bụng nè mấy chị. Nó có một cọng dây cột ngay bụng. Rồi, đầm nào đầm sơ mi 90kg cũng sale cho mấy chị 150.000 luôn. 150.000 sơ mi, đầm sơ mi dưới 90kg. Bé nào chốt đầm nào thì chốt lên giùm em nha. Rồi, đầm 200 sale luôn.
Đinh Trần. 600 kg hết rồi. Bộ sám này chị nào lấy hay thì cũng có thể dưới 95 kg ha. Ống bình thường vậy. Đầm sơ mi 150 của Hà Lê Quang Lạc là cái đầm phơm sâu nè. Đây nè, Hà Lê Quang Lạc nè. Ống nhỏ bình thường, cái đầm cái dùm nó mặt gọn lắm Julia. Em có một cái đầm xếp ly nè mấy chị. Em có một cái đầm này nha. Đầm này hàng xuất nhập đó mấy chị. Thúy Nguyễn đầm Bến Tre sao nhỏ nè. Cái đầm này chị Thúy Nguyễn Bến Tre hút nè. Đầm này 200 ngàn. Đầm này 200 nha. Đầm này 200 sale cho mấy chị dưới 70 kg nè. Sale cho mấy chị với giá là 150. Chốt giùm em đầm vôn xanh 150 ngàn sơ mi. Rồi lên tiếp quý vị ơi. Lên tiếp ha. Hà Lê, chị Hà Lê Quang Lạc. Chốt luôn cái đầm này đi. Ai à? Nhung Lâm. Đầm xếp ly của Nhung Lâm nè. Rồi đây nè chị Yên, còn áo lẻ con mà giờ chưa có lên ngoài này được chị. Hôm nay em về xét mà em chưa giải quyết được luôn. Chị Hà Lê Quang Lạc, đây là đầm đen thun lê dông có tay nè. Chốt cho chị Hà Lê Quang Lạc luôn đi. Xếp ly 150. Cái này chốt cho Hà Lê Quang Lạc luôn nè. Vải thun lê dông đẹp lắm. Nhiều, Hà Lê Quang Lạc nhiều. 150 ngàn. Đây là một cái dung xa dung xanh. Dung xanh này 70-85-87 kg cũng vừa. Chị nào chốt dung xanh sale còn 150 dung xanh ha. Đầm vân xanh. Sao không mua xem tin nhắn em, nhắn tin buổi giờ mà chị Yên không trả lời là mày gọi cho chị Yên. Dân xanh theo 150. Đầm xếp xe ly xanh cho ai vậy? La Kỳ Nhi. Bộ đầm xếp ly xanh của ai vậy? Xếp ly gì đó là xếp ly nào nữa? Nhung ly giỏ xếp ly lấy rồi phải không? Để lấy cho. Nhung Lâm xếp ly lấy rồi. Anh ơi đưa cái đầm đó cho La Kỳ Nhi đây anh. Đưa cái đầm của Nhung Lâm cho La Kỳ Nhi. Lấy cái đầm này cho Nhung Lâm nè. Nhung Lâm nhiều. Nhung Lâm 150, La Kỳ Nhi cũng 150. Đó bỏ cái đó đi cho Nhung Lâm. Tiếp tục. Nga Nguyễn đầm. Anh ơi coi thử Tường Vy nhắn gì à? Đầm vôn sắp ly. Nhắn gì vô coi đi giải quyết em bill cho nó luôn. Văn Nguyễn thành phố nãy có thổi son á. Văn Nguyễn thành phố nãy có thổi son. 150. 150 nghe. Chốt cái dung sọc của Julia Nguyễn này cho xin địa chỉ xuống thoại lộn lại con. 150 ngàn của Julia Nguyễn nè. Phương Nguyễn thành phố đó, đúng rồi đó. 150 duy tiền vô. Nhung Nhi vỏ. 150 ngàn này có thổi son. 150 ngàn của Nhung Nhi vỏ này có thổi son. Chốt cái dung của Julia Nguyễn. Đúng rồi, một tay. Đầm đen khách lấy rồi chị Nga. Rồi chốt rồi Julia Nguyễn cho xin địa chỉ số nội. Ờ đổi cho Nhung Lâm rồi. Cái tên giờ phải ghi cái tên vô. Du đây. Còn Du Nhi vợ nhìn khác. Ơi khác một táo là mình chịu ship mất cục hàng 70 ngàn á là mày đi làm nửa buổi đó. Ha. Mày liệu hồn á. Thiệt coi tao bắt tao ghẻ cho mấy bả cho đi đứng đường luôn á. Thành à. Ông cái này đẹp. Thuộc Vy nói thôi cái này để tí nữa em giải quyết. Để em coi. Gửi hai cái quần cái xe này. Ủa sao gửi làm hai cái quần? À biết. Rồi gửi lên đi. Vô trong cái lồng, vô trong kho lấy một cái set bell size L cho Tường Vy, kêu Tường Vy gửi hai cái quần lên. À rồi đầm. Như vậy. Ủa Tường Vy quận 8 hả? Tường Vy. Bữa anh gửi quận 8 mà ở đây quận 8 qua lấy con nhé. Cát Tường là cái tỉnh. Tường Vy. Tường Vy là ai ta? Tường Vy. Mà kêu ship qua lấy giùm không nhớ không? À Tường Vy là ship qua lấy giùm rồi má mẹ nó quên mất tiêu. Ăn gì mua vậy? Ăn con cặc rồi mỗi đêm á. Ai biểu hỏi? Dâm xanh 70-85 kg cái chị gì mới chốt cái dâm sọc là cho lên em địa chỉ số nội nha. Dùm ly. Đây mấy chị. Đây là một cái đầm phơm chữ A dưới 73 kg. Rồi bán luôn cho mấy chị đầm sọc này 140 ngàn. Dưới 73-75 kg. Dâm xanh chốt chưa lấy mà giờ đi sale. Ờ còn có cái đúng rồi con. Rồi đưa qua cho Tường Vy đi. Rồi mấy chị yêu ơi chốt giùm em đầm sọc dưới 75 kg sale 140. Đổi. Xe 140 đầm sọc nha. Đổi đúng không ạ? Ghi chữ đổi đúng không? Đúng rồi.
Cái gì? Ghi 240 vô là từ trần hai cái quần đã biết nhiêu, từ từ tính tiếp chứ ai biết mà đổi. Hai cái quần mà đổi cái set gì? Đây nè mấy chị. Học cái này chắc. Cái chị cầm là cái nào? Ôi mấy bạn này chốt chốt hàng mệt dữ rồi trời. Đầm sọc của Nhu Nhi vỏ nè. Rồi đầm yếm. Đầm yếm chị nào khoảng cỡ 60 dưới 60 la chị khoảng cỡ 65 kg hút nè. Đây mấy chị ơi. Này trăm mấy rồi. Shop ở đâu em ghé, em đâu có bán shop chị. Em bán like không à? 140. Em bán like không à chị? Cái đầm này mà chị nào khoảng cỡ không? Đầm này chắc size nhỏ chị ơi, chị nào khoảng cỡ 60 kg à. Chốt giùm em đầm xanh này 60 kg nè mấy chị. Đầm xanh 60 kg, đầm ren bán nha mấy chị 140 luôn. Đầm 140 đầm ren nha. Chị nào chốt đầm ren 140 chốt lên giùm em. Đây nè, cái đầm này bao nhiêu người hỏi mà khách hàng bơm gì cho tôi nè. Nè đầm cổ tiêm trước tiêm sau nè mấy chị. Mà vải có co giãn thôi chứ. Đầm này chị nào 80 kg lấy nè. Cái đầm này là bao nhiêu người hỏi tôi nè, 260 ngàn. Đầm yếm của Kim Hải Trương 140. Đầm này vải đẹp đó. Kim Hải Trương 140, coi dùng bill Kim Hải Trương mai gỡ nha. Gỡ chưa? Chắc gỡ rồi đó. 140. Đầm này chị nào dưới 80-82 kg hút 72-73 tới 8. Hơi bị đẹp luôn. Mà vải hô cúc nhà em có co giãn nữa nha. Rồi chị nào chốt đầm này thì chốt giùm em. Cái gì chị Nhung Nhi vợ? Chị nói cái gì á? Cái gì mà cái em cầm được cái gì á? Xả cái Nhung Nhi vỏ cái đầm sọc ra kìa. Mấy chị có comment cái em cầm, cái em cầm rồi em cũng không dám chốt cho ai luôn á. Chốt đầm sọc cho Phương Rô đi. Phương Rô 140. Hoa cúc của Thủy Thiên Trần 260 ngàn. Đầm này 300 nè, sale còn 200 nè mấy chị. Đầm này. Đầm này thun lai dông nha. Đầm này thun da dông, đầm này size nhiêu ký? Đầm này size 12 là dưới 73, 74, 75 ký nè. Đầm này 300, sale 200. Chị nào chốt đầm 200 kèm số ký chốt lên, đầm này em có size. Ha. Đầm này em có size cho mấy chị luôn. Chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em nha. Hồi nãy chị nào đầm 300, sale còn 200, đầm sọc vẫn còn nè. Đấy. Chị nào chốt thì chốt luôn giùm em nha. Thật sự là sale để ngày mai hàng về thôi. Cái hàng này em mới về được có 2-3 ngày à mấy chị ha. Đầm này mới về có 2-3 ngày thôi. Rồi lên tiếp tục mấy chị ơi. Đây là một cái đầm sọc. Size này là size khoảng cỡ 67kg. Cái xanh mà cái xanh mà trước cái này là được bao cái xanh kia vậy? Cái xanh đó là cái dâm á chị Nhu Nhi vỏ. Cái xanh này là cái dâm nè, chứ không phải cái đầm chị à, chị phải comment là cái dâm. Chứ chị comment cái kiểu mà cái gì chị em cầm hay là em cầm hay là cái gì là cái nào khi tôi bán cũng cầm, chỉ có phiêu phiêu tôi cầm cái khác không hả chị? Ok, Du Lan hiểu nó là nếu mà rảnh thì chị nhắn tin cho chị em chiều cao cân nặng luôn lưu lại. Đầm sọc này. Dưới 70kg đẹp không hả chị? Rồi 109 sale còn 150 đầm sọc. Sọc dưới 70kg. Theo 150. Hình như Julian Nguyễn này hồi xưa ở bên không? Trên cái nhánh mà Thủy Văn Bích hay sao? Hồi xưa đi ăn rồi hay sao? Đúng không vậy? Ngu ngu thông minh bên Tường Phú. Ê, chửi ai ngu ngu thông minh nè. Hòa, Liên Khu. Cái điều này tao thấy không có. Có, vô có cái mà tao không chị nào bằng cái em 80-85 kg hút cái đầm này. Dạ vậy không biết rồi chị thua rồi. Là cái đầm hoa đúng không? Đầm sọc của Maria Phấn. Đưa cái đầm hoa cái lên này bé luôn. Là cái đầm này đúng không? Đầm này để cho Nhu Nhi vỏ rồi. Đầm sọc 150 của Maria Phấn. Đầm này chị nào 85-90 kg hút nè. Đẹp ha mấy chị ha. Rồi sale luôn 150 ngàn. Tay rất là dễ thương. Rồi chốt giùm em 150 ngàn đầm mà 150 ngàn đầm mặc thử. 150 ngàn đầm mặc thử mấy chị. Chị nào chốt đầm mặc thử 150 ngàn chốt lên giùm em. 150. Thú Nguyễn đầm sọc 150 à. Khách lấy rồi. Đầm mặc thử 150 ngàn. Thao Nguyễn Bến Tre 150 ngàn. Thao Nguyễn.
Rồi đầm vô anh tiếp ly đỏ hoa xanh hồi nãy giờ còn cái đỏ nè. Rồi dưới 70, dưới 70, 72 ký chị nào chốt đầm hoa băng đỏ chốt giùm em. Chốt giùm em đầm xếp ly đỏ ha. Đầm xếp ly hoa đỏ 150.000 luôn. Đầm này của Thang Nguyễn Bến Tre nè con. Tiếp tục đầm sơ mi nè chị Hà Lê Quang Lạc ơi. Trời ơi hôm nay chị Hà Lê Quang Lạc trúng rồi. Đầm sơ mi hàng xuất ha. Khi mặc lên có cái bách này ở đây nè. Rồi 150.000 đầm sơ mi. 150.000 đầm sơ mi. Đầm mặc thử Thang Nguyễn Bến Tre lấy rồi. Rồi em có cái đầm này bán cho mấy chị 100.000 dưới 70 kg. Dưới 70 kg đầm sọc sọc xanh đỏ. Dưới 70 kg đầm sọc xanh đỏ bán cho mấy chị 100.000 đầm sọc xanh đỏ. Chị nào chốt đầm sọc xanh đỏ 100.000 chốt lên giùm em đầm sọc xanh đỏ 100.000 mấy chị. 100.000 đầm sọc xanh đỏ. Em đầm xếp ly hoa đỏ luôn chị. Mày đã hết. Đây nè. Maria phấn 150. Rồi lấy cặp nữa mày đã hết không? 150 đúng không chị? Đầm sơ mi, trăm rưỡi làm sơ mi nào nữa. Đầm sơ mi, trăm rưỡi là cái nào vậy? 100 á. Rồi, chốt cho Hà Mi Nguyên. Hà Mi Nguyên. Đầm xếp ly lên ly đỏ khách lấy chưa? Đầm xếp ly hoa đỏ khách lấy rồi. Dâm xanh bao nhiêu ký chị Châu Thảo vừa? Dâm xanh chị Châu Thảo vừa. Đầm sọc xanh đỏ 100.000 của Thúy Nguyễn Bến Tre. Bán cái đầm vàng hàng sale là không cho đổi trẻ nha. Bán cái đầm vàng cho mấy chị có cộng dây cột luôn. Ở dưới đây là xếp ly ha. Rồi bán cái đầm vàng cho mấy chị 60.000. Size này khoảng cỡ dưới 73-74 kg. Đầm vàng bán 70.000. Size dưới 73-74 kg. Chị nào chốt đầm vàng chốt lên giùm em. Em có một cái đầm thun lê dông mấy chị. Đây. Đầm thun lê dông dưới 80 kg rớt tay. Bán cho mấy chị 150.000. Chốt giùm em là đầm rớt tay 150.000 dưới 80 kg. Gần hạnh đầm vàng 80.000 của Trần. 70.000 này của Trần Hạnh. Đầm vàng 70.000 của Trần Hạnh. Đây là một cái đầm maxi mấy chị. Đầm maxi này đẹp lắm. Nếu mà em mặc thử cái đầm này lên là mấy chị sẽ hốt liền ha. Đây nha mấy chị nha. Đầm này khoảng cỡ dưới 75-77 kg. Đầm maxi này đẹp lắm. Hoa cũng đẹp nè mấy chị. Cái này em có một cái ha. Rồi sale luôn cho mấy chị đầm maxi 150.000. Chốt giùm em maxi dưới 75 kg 150.000. 150.000 mấy chị ơi. Nguyễn Thu Hà dâm sọc 85 kg. Nguyễn Thu Hà. Rồi lên địa chỉ kèm số điện thoại luôn Nguyễn Thu Hà ơi. Nguyễn Thu Hà dâm sọc 85 kg. 150.000 nè dâm sọc. 150.000 của Thu Hà. Châu Thảo lấy cái gì vậy? Châu Thảo là lấy cái... Ủa? Cái dâm xanh nãy ai lấy à? Cái này hả? Đây nè, đây nè, đây nè. Cái dâm xanh này mặc đẹp lắm chị Châu Thảo. Nhiều quá. Mai gửi cho anh ơi. Châu Thảo 150.000 của Châu Thảo. Maxi của chị Thanh Phạm 150.000 quá bèo luôn Thanh ơi. Vải bao đẹp luôn Thanh Phạm. Gì? Từ từ nha, từ từ nha. Tiến Nguyễn Thị maxi trước nè. À từ từ. Maxi. Đầm không không, đầm maxi của Thị Thanh Hồ trước. Xin lỗi Tiến Nguyễn Thị nha. Thị Thanh Hồ đầm maxi trước nè. Thị Thanh Hồ đầm maxi trước. Dâm sọc của ai chốt nữa vậy? 150.000. Dâm sọc của ai chốt nữa? Dâm sọc bao nhiêu? 150.000. Mày vải coi vậy. Cái này là 250 nè. Tại vì vô hàng sale của gái à. Dâm này đẹp lắm ha. Dâm sọc 150.000. Đầm maxi khách lấy rồi quý vị ơi. Rồi tiếp tục mấy chị. Bây giờ em sẽ lên một cái đầm FF 60 tới 69 kg vừa. Đầm FF. Bộ xám la dâm size L 160.000 là chỗ nãy ba lấy hả con? Nhiều rồi. Sát bên cái kệ gỗ á. 160.000 size L. Của ai? Dùm, dùm có đuôi 70 kg không chị? Dùm có đuôi là dùm gì? Của ai? Cái gì của ai? Cái đó là của ai? Của Thái Nguyệt Hoàng Cửa. Dạ. Dạ của khách chốt trước. Có gì chị? Đây là mấy chị ơi. Cái đầm bé bé khổ vết. Đầm bé bé khổ vết xe cho mấy chị 150.000 60 tới 69 kg. Nói chung là dưới 70 kg.
tay đó em còn à, tay đó em còn một cái dây xích với chị, em còn một cái dây xích cũng 60 tới 69 kg, là chị nào 70 kg cao vẫn vừa là dây xích nha. Rồi sale 150, một là dây xích, hai là FF dùm sọc từ 70 tới 85 kg vừa nha mình yêu. Ai nữa? Rồi tiếp tục cũng là đầm nhà, đầm cổ vết với chị, nhưng mà beo, đầm cổ vết beo này, nhưng mà hai cái này đều size dưới 90 kg, từ 82 tới 90 kg. Xe cho mấy chị 150.000 đầm beo. Dùm 77 kg thôi con. Chị nào chốt đầm beo chốt lên giùm em ha. Đầm beo dùm 77 kg có dùm sọc đó anh Tư à? Ai à cha à? Không, ta hỏi là không thôi. À, dùm 77 kg không là gì, mấy chị hỏi em có đầu đuôi chủ ngữ khó trả lời lắm. Mấy chị hỏi cái gì mà giống như là có một chút cộng lông nhân hóa cho dùm em cái. Chị ơi, em ơi, mày ơi, tao ơi, không có dùm dưới 70 kg, không có dùm dưới 70 kg. Rồi tiếp tục mấy chị lên cái đầm beo cho mấy chị, size gì đây, size dưới 70 kg đầm beo bán luôn cho mấy chị 140.000 cho đỡ nhục. Đầm beo 140.000 dưới 70 kg cho đỡ nhục. Đầm beo nha, 140.000. Đầm beo 90 kg của Trần Ngọc Thanh Thanh. Xin chị, hình như Trần Ngọc Thanh Thanh bên bên bay bên Facebook hay sao? Đầm beo cái nào? Đầm beo ở đây nè, đây nè. Đầm, đây biết đồng hồ đây nè. 90 kg nè. Trần Ngọc Thanh Thanh, xin địa chỉ số điện thoại Trần Ngọc Thanh Thanh. 150.000 rồi đầm xích nè. Đầm xích của Trần Minh Cường nè. Đừng bất chủ đúng không? Em có nói đầm beo là dưới 90 kg nha mấy chị, là mấy chị cứ coi giùm đó, mấy chị đọc comment lên giùm em ha. Đầm beo của Lê Hà Tây Ninh nè đúng không? Cái này phải Lê Hà Tây Ninh không? Trần Minh Cường như vậy. Trần Minh Cường 150.000. Trời ơi, ổng ghi cái Trần Minh Cường lúc đó đọc không ra cái địa chỉ với cái bill luôn á. Em khi em đưa lên có hai đầm, em có nói là từ 82 tới 90 kg là mấy chị cứ quy vô cái đó, mấy chị đặt hàng giùm em nha. Lê Hà Tây Ninh đầm beo 140 sát bên con kìa. Đúng rồi. Chứ mấy chị mà comment kiểu này là em thua luôn á. Trần Ngọc Thanh Thanh nó có địa chỉ số điện thoại rồi nha. Rồi Nguyễn Trương. Nguyễn Trương đầm beo 85 kg. Đây là phải không chị? Đây phải không gái? Đẹp lắm. Đầm này 280. Rồi Nguyễn Trang cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Nhà bé lùn Nguyễn Trang hình nền mà cô gái màu vàng à. Còn một cái đầm beo 140 nhưng mà size này là size Trần Minh Cường. Size này là size dưới 90 kg nè. Đầm beo 140 nha. Trần Minh Cường beo là gì? Rồi bán tiếp cho mấy chị một cái đầm nè mấy chị. Bán tiếp một cái đầm hàng xuất cho mấy chị. Bán đầm này cho mấy chị 60.000 dưới 77 kg, 150.000. Nguyễn Trương 170.000, 150.000 lộn. 150.000. Beo đó hết rồi mấy chị. Beo đó hết rồi. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Đầm này bán mấy chị 60.000 dưới 75 kg. Đầm này mấy chị mua cho mẹ mặc rất là đã nè. Rồi 60.000, đầm 60.000 đi cho hết. Dây xích vẫn còn nha. Dây xích này dưới 80 kg. Chị nào chốt dây xích cổ vết này dưới 80 kg, chốt giùm em xích 80 kg. Xích 80 kg nha quý vị nha. Chị nào chốt xích 80 kg, chốt giùm em xích 80 kg. Bây giờ nào cái size mới biết chị có tiền chị chọn. Bên Facebook Yên á. Anh mở cho Facebook Yên thử anh. Đầm beo 140 có bà Nguyễn Trang cho dùm địa chỉ số điện thoại chị Nguyễn Trang ơi. Nguyễn Trương đầm 140 nữa, nãy Nguyễn Trương lấy gì rồi? Nguyễn Trương beo 140 có rồi nè. Đâu được rồi. Ủa, beo 150 hay 140? Rồi lấy luôn cái beo 140. Beo 140 rồi. Rồi Nguyễn Trương cho lên địa chỉ kèm số điện thoại bên em, không gọi điện chốt hàng nha. Rồi 140 nữa nè. Thêm cái đầm beo 140 nữa là hai cái. Rồi cho dùm em lên địa chỉ kèm số điện thoại nha. Beo 140 mua cho lấy size gì? Đúng ngon vũ bích là Trần Linh Minh Cường á. Nguyễn Trương cho xin địa chỉ số điện thoại nha. Gói bông đầm xích XL. Ai da. Đi má ơi. Gói bông sau lưng nha. Hàng sale là cấm đổi trả giùm tôi nha mấy bà nội. 280 tháng cái đầm còn có trăm mấy à. Gói bông. Ha, à, gói bông 150.000. Kim lạnh. Đầm 60.000 của tình nào cũng phai. Dạ, Nguyễn Trương cho xin địa chỉ số điện thoại. Tình nào cũng phai 60.000. Tình nào cũng phai 60.000. Dây xích 80 kg khách lấy rồi. Beo dây 140 của Kim Lộc. Chào Kim Sông Lương, đâu thấy chỉ cho nó anh chào. Hết rồi chị Kim Lộc. Kim Sông Lương thấy thì chỉ cho nó cái cho nó khỏi tìm. Chỉ cho nó cái 90 kg hết rồi chị. Em còn một cái đầm beo dây 70 kg nè.
Chốt giùm em beo dây 140-70kg. Chốt giùm em beo dây Trần Hạnh nè con. Cô Trần Hạnh nè, 140. Rồi cái chị nào mà có ở đây em tặng đầm này cho mấy chị nè. Thôi không tặng đâu, bán 40.000. 40.000 đầm 65kg. Chị nào 65kg bán đầm 40.000. Và cảm ơn chị Nguyễn Trương. Con la nhắn tin cho cô Nguyễn Trương đi kìa. Đầm này 40.000 là anh Tư chưa ai chốt. Rồi bán một cái đầm nè mấy chị ơi, dễ thương lắm. Đầm sơ mi mà có rút bụng nè. Rồi sale cho mấy chị 150.000 đầm này. Chị nào dưới 95kg vừa, chị nào 90-100kg vừa đầm này mấy chị ơi. Đầm này vải rất là đẹp, Thao Nguyễn Bến Tre. Thao Nguyễn Bến Tre 40.000. Đầm này 90-100kg mà đầm này đẹp lắm khi mấy chị mặc mấy chị rút bụng nè. Đầm sơ mi bán 150.000. Thao Nguyễn Bến Tre nè, thành sau lưng đó. Lấy Thao Nguyễn ra. Rồi ngon đầm này mấy chị ơi. Ngon quá. Thành ơi. Đưa cái dàn đầm bên này nè. Thôi để chị lấy ra. Rồi bây giờ còn mấy cái đầm hoa cúc. Thành ơi mày đưa hết cái đầm này thành. Từ hoa cúc với cái sọt này đưa qua đây giữa cho chị. Đầm sơ mi của ai? Đầm sơ mi của người dân 150.000. Người dân cho xin địa chỉ số điện thoại. 150 hả? Ừ. Đầm 40.000 hết rồi. Tiếp tục mấy chị ơi, đầm Kim Tiến sale cho mấy chị 200.000 đầm này đi tiệc được nè nha. Đẹp lắm phun mơ. Cái đầm này là hàng xuất nè mấy chị. Đầm này size 14Q dưới 75kg. Rồi sale đầm Kim Tiến đen cho mấy chị 200.000. Trời ơi, có tiền không bao giờ kiếm được cái đầm này đi tiệc đâu. Hơi bị sang chảnh và trẻ trung. Rồi, quốc mấy chị. Quốc tiếp. Đầm dây xích size XL, size L 70kg vẫn còn nha. Đầm beo dưới 70kg với đầm dây xích vẫn còn size dưới 70kg nè. 150.000. Rồi lên tiếp cho mấy chị, sale cái đầm này cho mấy chị 120.000 đầm rớt tay. Đầm này mấy chị đi làm được nha, nhưng mà vải rất là đẹp. Đầm tím rớt tay. Đầm tím rớt tay này dưới 77kg. Chốt đầm tím rớt tay này sale cho mấy chị 140.000 đầm tím rớt tay. Ngồi im để chuẩn bị lên set á. Đầm tím rớt tay sale cho mấy chị 140.000 dưới 77kg nha quý vị ơi. Dưới 77kg. Chị nào chốt dưới 77kg chốt giùm em. Em bán một cái đầm size lớn cho mấy chị 130.000 để đi biển nè. Bán luôn 130.000 đầm này mất cọng dây. Nhưng mà không cần, không cần cọng dây đâu mấy chị. Đầm này chị nào khoảng cỡ 90-95kg vừa. Ôi đầm này đẹp quá. Chốt giùm em đầm hoa 130.000. Phạm Thị Hồng Thủy Kim Tiến Đen. Phạm Thị Hồng Thủy Kim Tiến Đen. Thủy ơi cho chị Yên địa chỉ số điện thoại. Chúc mày nhắn chị Yên địa chỉ số điện thoại đi. Cho thằng ship chị nó qua nó giao hàng em, nó lấy đồ ăn về luôn nha. 200.000 của Phạm Thị Hồng Thúy nè. Đầm đen 200 khách lầy. Đầm tím của vô thưởng 140 đi nè anh Tư. Cái này thôi. Vô thường. Ghiền. Ai cũng ghiền hết đó chị. Đầm này mà chị nào 90-95kg bà nội cha nó chốt đi biển là chốt. Chỉ có 130.000 đồng hàng xuất thôi. Đầm 130 mấy chị. Rồi bây giờ sale vàng đầm cúc nha. Sale ha. Sale vàng đầm cúc. Đầm tím khách lấy rồi. Trời ơi, bả vô là bả đồ mè nữa kìa. Trời ơi là chị. Chị bớt đồ giùm em đi chị ơi. Đầm hoa cúc này có co giãn nha. 300kg là 90-100kg. Đầm này size dưới 70kg đây mấy chị ơi. Đầm này bây giờ em còn size dưới 70kg nè, size dưới 90kg nè và size dưới 100kg. Em có đồ ăn sẵn chưa? Sẵn chưa thì mang thằng Thông chị nó đi. Đây, mấy chị ơi lưu ý đây là tay con nè ha. Đầm này có co giãn nè, dưới 70kg. Ôi đầm này đẹp lắm mấy chị, đầm này xuất sắc. 260.000. Em sale cho mấy chị bột phát 1 còn 190.000. Rồi chốt giùm em đầm hoa cúc có co giãn, đầm này phơm dài qua gối nha mấy chị ha. Rồi dưới 70kg nè. 100 mấy mới nói quên rồi. Cúc XL hết rồi. Mới nói sale nhiêu 190.000. Bây giờ chỉ còn dưới 70kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Đó, hay. Hết XL rồi. Đầm hoa 130. À, XL còn nè.
Rồi Diễm Hằng qua khách đặt kêu ai đi kiểm tra kêu không có nè. Quỷ Thành nè. Gói bông 190 mày. Gói bông 190 ngàn. Đầm hoa của Nguyễn Thu Hà, em dồn đơn đầm hoa Nguyễn Thu Hà còn bill mà dồn đơn vậy? Nguyễn Thu Hà 130 ngàn. Đầm hoa cúc của Nguyễn Ngọc Thảo 190 chưa con? Nguyễn Ngọc Thảo thành phố. Có bao? Đây Nguyễn Ngọc Thảo 190, Nguyễn Ngọc Thảo 190. Đầm hoa cúc 90 kg của Uống Tóc Hoàng Anh. Trời ơi là trời. Trời ơi đủ mè 2 cái giờ luôn, phải ta chết chưa? Đó, mày chết sao rồi? 190. Trời ơi. Là Nguyễn Ngọc Thảo nè. Hồi nãy ai kêu để cái đầm này nè, cho khách nè quên nè. Mà kêu để lấy cái đầm tôi đó ai nè. Tại vì mượn cái Zalo gì vậy? Ai cầm mấy em? Ai cầm mấy em? Cho em mượn à. Phải. Hóa rồi cái này dưới 80-82 kg rồi mấy chị ơi. Để em coi thử nha. Hoa cúc của hoa tươi xuân hoa còn một cái, em con coi dưới đó thử sai gì vậy? Tóc ở vào giáp nha. Sai lời đưa cho hoa tươi xuân hoa đi. Hoa tươi xuân hoa này. Chết hồi nãy nó cái đầm này để cho anh trai. À Tiến Nguyễn Thị. Thôi để bà Tiến Nguyễn Thị cái đầm này đi. Tiến Nguyễn Thị 190 nè anh ơi. Tiến Nguyễn Thị 190 nè. Còn hoa cúc 100 kg rồi mấy chị ơi. Nè anh Tư mở máy lại. Còn cái này 90-100 kg. Trời ơi. Qua hai người đặt hàng chính quy không bán. Để bên đây bán hàng sale. Trời ơi chắc tao bút chứng giấy thằng Thành quá. Chết rồi. Rồi hết đầm này nha mấy chị. Hết đầm hoa cúc chỉ còn 90-100 kg thôi. Ha. 20 Nguyễn. Hết dưới 90 kg. Bây giờ chỉ còn là size 90-100 kg. Ha. Không biết nữa nè. Bây giờ chỉ còn đầm hoa cúc 90-100 kg thôi. Chị nào chốt đầm đó thì chốt giùm em nha. Rồi đầm này đầm đi tiệc là mấy chị sale luôn cho mấy chị 150 ngàn đi cho nó mau hết hàng. Đầm này hàng xuất là đầm phôn xè nha. Đầm này vải thì tuyệt vời rồi. Đầm này dưới 73-74 kg. Hết rồi Nhật Phương ơi, dưới 73-74 kg đầm này sale 150 ngàn. Chốt giùm em là đầm caro trắng nha. Đầm caro trắng 150 ngàn. Con ghi đi con, thế nào cũng có người chốt à. 150 ngàn đầm caro trắng. Lúc này em ngồi xuống em xem cho mấy chị một mớ đầm này nè. Một mớ hàng này 150 cái gì dung lâm? Đó cái đó đó. Đầm này xem cho mấy chị còn 170 ngàn. Hơi bị đẹp nha. Nó là một cái khung đẹp lắm. Đầm này chị nào 70-80 kg lấy. Chốt giùm em đầm 170. Đầm này vải đẹp lắm. Đầm này 170 ngàn. Chốt giùm em đầm đen ở dưới nè. Ở dưới nè mấy chị coi nè ha. Ở trong là lót khung lạnh, ở ngoài là hoa. Rồi chốt giùm em đầm 170-80 kg. 190 Nguyễn. Thanh Thanh. Đến từ đây qua đây chị luôn á. Từ đó. Nào Nguyễn như nào 190 nè. 190 là đầm nào? 190 còn 90 đến 100 kg ok không? Đầm 170 của chị Thao Nguyễn Bến Tre. Đó, đó, cái đó. Rau tiếp tục mấy chị ơi. Thanh. Thao Nguyễn Bến Tre. Cái đầm này mà em mặc lên là mấy chị thích lắm. Cái đầm này đẹp lắm. Thấy chị Nguyệt Thu giờ em mới lên đầm mới nè. Giờ em mới lên đồ mới nè. Chờ em chút xíu. Khách lấy rồi. Đầm này đẹp lắm mấy chị. Và hôm nay em sẽ sale mã này cho mấy chị. Đầm này chị nào mong đi tiệc dễ thương á. 280 sale luôn. Đầm này xinh lắm nha. Đầm gu xì nè. Nè mấy chị coi nè. Đó. Khi mặc lên ha. Nó cúp ngực nè nha. Nó phơm dài qua đầu gối nè. Rồi đầm này giờ sale cho mấy chị còn 280 sale cho mấy chị còn 160 ngàn đầm Gucci dài. Đầm này có đủ size. Rồi chị nào chốt Gucci 160 chốt giùm em Gucci 160 đủ size. Mua thường nãy có địa chỉ cho có rồi hả? Có view chưa? Ok có rồi. Thấy rồi em có một cái đầm yếm đen mấy chị. Rồi Phan Thị Hồng Thúy nè. Phan Thị Hồng Thúy ghi đi. Phan Thị Hồng Thúy giao đồ ăn để không giao đồ ăn lấy đồ ăn gì đen. Phan Thị là ai? Phan Thị Phan Thị. Phan Thị Hồng Thúy ghi đi bán đồ ăn. Phan Thị Hồng Thúy ghi đi bán đồ ăn. Phan Thị Hồng Thúy ghi đi bán đồ ăn.
Lan Vi vậy là biết rồi. Lan Nguyễn Đàm Ôn phút 109 là con. Em có một cái đầm yếm hàng xuất 65-67 kg. Rồi bán luôn cho mấy chị 140, chốt giùm em đầm yếm đen 140. Đầm yếm đen 140.000 nha. Vậy nào chốt đầm yếm đen 140.000, chốt lên giùm em. Đẹp không mấy chị? Rồi sale đầm này cho mấy chị 200.000, đẹp lắm, hàng xuất này mấy chị. Hàng xuất nè. Chị nào mà từ khoảng cỡ chị nào khoảng cỡ dưới 75 kg, chốt cái đầm đen 200.000. Trời ơi, đầm này là xuất sắc luôn nha. Đó, yếm đen của ai? Yếm đen của Nguyễn Trang nào kìa. Yếm đen là gì? Bé lùng lên ngay cầu thang lấy cái đầm gu xì này nè, con mới ship lại. Mà size XL cho Candy Nguyễn. Candy Nguyễn lên địa chỉ số điện thoại trong inbox nha, đầm đen dưới 75 kg, 200.000. Yếm đen đây nè. Yếm đen 140.000 cho ai ạ? Nguyễn Trang cho inbox cho địa chỉ số điện thoại nha, Nguyễn Trang 140.000. Đầm đen của Nguyễn Chi tỉnh nào đây? Nguyễn Chi này hình hỏi nha, còn cái bill lấy chưa đây? Nguyễn Trang Nguyễn Chi đi 200.000 đồng này. Nguyễn Chi cho lên địa chỉ kèm số điện thoại đầm đen 200 của Nguyễn Chi nè. Candy gì đó? Candy gì 160 không? Candy Nguyễn lên địa chỉ kèm số điện thoại. Cái này sao vậy? Cái này cũng có gì chi chi vậy đấy. Nguyễn Chi 200 hả? Ừ. Dạ đầm đen 200, khách lấy nãy giờ 4-5 comment, chị comment thứ 6 á chị nghe. Em kiếm có là em sẽ để chị em nốt rồi, em nốt trên cái bảng nha em rồi chị. Kiếm bio ai ạ? Nang Nguyễn hả? Nang Nguyễn còn bio mà. Ủa, bữa mua cái cuối cùng nó đêm rồi. Em có một cái đầm đi tiệc nè mấy chị, coi giùm em đầm đi tiệc này nha. Nó là hàng xuất rất là đẹp ha. Đầm đi tiệc đò đuôi cá. Đầm đi tiệc form đuôi cá, nhưng mà cái này còn cỡ 65 kg. Rồi bán luôn cho mấy chị 150.000 đi, đẹp không mấy chị? Ôi ôi, chị nào 65 kg bán đầm này 150.000. Chốt giùm em là đầm đuôi cá, xong cái này lên set là Nguyễn Vân. Chốt giùm em đầm đuôi cá 150.000. Em có một cái đầm sọc. Chị nào còn cỡ 70-85 kg vẫn vừa nha. Rồi bán đầm sọc cho mấy chị 150, đầm này vải đẹp lắm. Rồi chốt giùm em đầm sọc 150.000. Không thấy đi ra. Rồi cho cái ghế nè. Có xẻ đồ nhậu xẻ luôn anh. Đầm đuôi cá của bé My Vũ 150.000 của bé My Vũ nè anh Tư. Anh muốn xẻ gì em cũng xẻ hết trơn á. Nãy có thổi son của Vân hay sao? Không. Em cái ghế anh ơi. Đầm sọc của Thang Nguyễn Bến Tre 150.000 nè. Thang Nguyễn Bến Tre 150.000. Ok, Nguyễn Trang cho ngôi Trang Nguyễn Đồng Nai nè. Đó, bị mất viết, viết rồi. Đó, cho cái ghế trắng rồi anh. Cái gì? Ghế ngon nha. Nguyễn Trang mới ghi đâu đây nè, coi giờ ngôi Trang Nguyễn, Trang Nguyễn Trang. Chốt bill qua Zalo rồi. Đầu bù tóc rối à. Bộ này em chỉ còn 3 size. Một bộ dưới 90 kg và hai bộ 90-100 kg. Bộ này. Nhưng mà hết size, bộ này mới về hôm trưa hôm nay nhưng mà hết rồi mấy chị. Ha. Bộ này mới về trưa hôm nay nhưng mà sạch sẽ. Sạch sẽ rồi chị Sang ơi, em còn một mã đầm nữa mà nãy giờ em quên lên. Mã đầm còn trống trong bao luôn. Nhưng mà chưa lên.
Đây mấy chị mã đầm đây chắc là tuổi tin thích nhiều á. Mấy chị trẻ trẻ thích nhiều. Bộ này mới về ngày hôm nay, cái quần đùi thì nó bình thường đúng không mấy chị? Cái quần đùi thì rất là bình thường. Mấy chị còn cái phơm áo nè. Nhưng mà còn size này nè. Đó. Lưu Zalo đi Nguyễn Trang ơi, Lưu Zalo anh 7 đi. Tại vì một cái nick mà mới vừa mắc mà mấy chị lọc một cái nick khác là nó sẽ bị spam, nó sẽ có cơ hội mắc nữa. Ha. Đây nè mấy chị. Cái này là khoảng cỡ từ 82 tới 90 kg. Nếu như 81, 82, 8. Nói chung là size từ 80 tới 90 khi mấy chị mặc cái phơm dài nè, nó sẽ ló cái quần đùi bên trong. Ha. Bộ này là 240. Bộ này thì mới về hồi chiều nhưng mà hết rồi, đang may lại. Đang may lại mẫu này. Nha mấy chị, đang may lại mẫu này. Cho nên là chị nào chưa có mẫu này thì phải chờ tiếp. Anh kia ra. Giờ chuyển giao công nghệ biết luôn, quay đi ngồi. Cho anh Thành treo cái những cái đầm còn lại lên. Đó, để chút nữa xong cái bẹt rồi ngủ là dọn cái bẹt luôn. Treo móc lên Thành giữa. Treo đầm lên luôn Thành ơi. Rồi lên bộ xanh nha mấy chị, để em coi bộ xanh này là bộ nào nha. Lên bộ xanh nha mấy chị nè. Có một cái bill con bé vừa kêu nay chốt bộ đỏ đen nè. Sáng mai làm bill nhớ đọc tin nhắn nha. Bill gì à, vi tu đô, vi đô gì, mi đô gì á. Xả cái bộ đỏ đô gì đó. Đây là cái bộ màu xanh kép nè mấy chị, em chưa biết mã đây là mã gì. Xanh kép phơm dài. Xanh kép phơm dài nha, mà chưa biết áo nó sẽ như thế nào. Áo nơ mấy chị. Ui, bộ này chắc lên dễ thương lắm. Dạ những cái gì mà em like rồi mấy chị đừng hỏi lại nha. Rồi, muốn vào ABC là gì? Rồi 250 ngàn một bộ quý vị ơi. Bao đẹp. Bộ này hôm nay quá trời đẹp luôn mấy chị, có cái ren tay nè. Bà gì thôi buồn đâu rồi. Cái gì ạ? Cho tôi cái đặt 70, 80 kg, 8 kg đẹp, đi ngồi. Có gì đang bận rác tùm lum hết. Bộ dài này 250 ngàn, em có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Chị nào chốt bộ này chốt lên giùm em, bộ xanh nhớt bao đẹp, dễ thương đúng không mấy chị? Quá trời đẹp luôn. Rồi chốt lên giùm em bộ xanh nè, bộ xanh dài nè, màu cũng đẹp nữa. Đây là mẹ. Hay XL kiểm tra nữa. 3X lận á. Cái đó là gì hả Hiền? 3X. 3X mà làm gì may nhiều vậy con? Dạ 3X nè. Coi bộ giữa nữa. Không phải đâu nữa. Nó đó. 2X. Nó đó. Nhiều tiền. Nhiều tiền. 250. Nghe Nguyễn bộ xanh nhiêu ký chị nghe. Mấy chị chốt bộ xanh kèm số ký lên giùm em nha. Ở sau là hết rồi chị. Ở sau là hết đầm rồi, không có ai nữa. Mới vừa ngồi xuống xong á, lòi lẫn hậu. Bộ xanh 90 kg. Kim Cúc Đinh con đang cầm, lấy cái bộ ngoài cùng mấy bé nha, mong em mốt khỏi lộn. Kim Cúc Đinh một bộ xanh. Bộ này vải đẹp lắm. Bộ Kim Cúc Đinh bộ 3 trở. Nó là 2 ịt mà dán lộn, còn cộng vô con kiểm tra trên cổ đây. Nga Nguyễn bộ xanh mà cho ký là gì Nga Nguyễn? Kim Cúc Đinh trong này nè bác. Nguyễn Ngọc Thảo, 90 Nguyễn Thị, Nguyễn Ngọc Thùy Trang nè. Anh đưa Nguyễn Ngọc Thùy Trang. Chị nghe 72 kg. Nguyễn Ngọc Thùy Trang. Thôi thì bá nãy á. Nghe Nguyễn hồi nãy ở đâu nè? Nghe Nguyễn 250 ngàn. Nghe Nguyễn 2 kg. Nghe Nguyễn 250 ngàn. An Lê Lê. An Lê Lê 250 ngàn. Của An Lê Lê. Chưa. Bộ xanh dài 80. Ủa chị Kim Cúc Đinh lấy size dưới 90 kg cho chị rồi. Chị lấy thêm hay sao vậy? Vừa chị Nguyễn Huệ. Sale còn có 150 ngàn à. Chốt lên giùm em bộ dài quý vị ơi. Bộ dài em có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Ha. Rồi chốt lên giùm em bộ dài với. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Nha. Nga Nguyên Phan Phúc. Nga Nguyên Bình Dương 982. Thầy Ninh Bình Dương. Chú đọc trên cái bì mà cũng còn cãi hay thiệt hết chứ. Nhiều lúc tôi đập đầu sao kêu xui.
không phải ủy chồng muốn nói gì đâu nha. Tôi vô lên là bà tiếng mà chốt liền. À, nãy còn cái đầm hơn cúc XL để cho bà xé xe 190 á, khỏi lấy đầm mặt rồi của tôi. Đây nè mấy chị, đẹp không gái? Vải đẹp mê hồn trọn. Trời ơi, vải đẹp mà mịt mà co giãn dữ lắm ha. À, đây mấy chị, quần dài. Rồi chốt cho Tiến Nguyễn Thị bộ XL. Tiến Nguyễn Thị tự chốt. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Qua mẫu. Qua mẫu bộ này. Dạ lấy cho chị Nguyệt Thu rồi. Rồi xui ra tiếp đi. Rồi để anh Tư sắp lên là anh Tư quăng cái này trên mấy quạt này. Quăng sau lưng mấy quạt cho em nhớ. Để đó quăng hết cho anh Thành này. Ra tiếp bộ đồ khác đây. Trên mấy quạt, sau lưng mấy quạt. Rồi cái này anh Tư dẹp cái chỗ nào qua. Tôi sắp lên. Nè đưa cái mớ đầm có cái quần xuống đây cho em ơi. Hả? Đầm có quần đúng rồi. Rồi xuống đây xeo cái mớ đầm có quần luôn. Rồi tóc cái này lên trên đó. Rồi em xeo mẫu này không? Không. À không lấy 90kg phải không chị Kim Cúc Đình? Rồi đổi lại nè. Đưa của chị Kim Cúc Đình này. Đổi lại XL cho Kim Cúc Đình nha. Không thể hỏi luôn. Mệt hỏi rồi. Ok. Đó sắp lên đó đi Thành. Thành quen lấy em chị cái dung sọc và em mới treo lên này Thành. Cái dung sọc sau lưng vậy nè. Rồi bây giờ em còn mấy bộ này 250 em xem cho mấy chị 170 này chốt lẹ đi mấy chị. Dâm sọc của Nguyễn Huệ cho xin địa chỉ cho em số điện thoại. Một cái. Trời ơi bao đẹp luôn chứ ơi. Hàng xuất 250 sale còn có 150 ngàn. Rồi Nguyễn Huệ cho xin địa chỉ số điện thoại 150 ngàn của Nguyễn Huệ. Bây giờ em sale cho mấy chị cái mã đầm này rất là dễ mặc nè. Dễ mặc mà đầm vải đẹp nữa nha. 250 sale 170 ngàn. Không để cái này cất này mất đi. 250 xe 170 bộ. Cái đầm này có quần bên trong cho mấy chị nè. Nhưng mà vải bao xinh. Dưới 72kg. Để coi thử còn mấy size nha. Dưới 72, dưới 82, dưới 92. Dạ yeah, chưa biết mẫu này size nhiêu. 7X là cái gì vậy? Bộ xanh dài 3X đúng rồi. Rồi xe 170 đồng này nha. Mấy chị ơi bao cưng nha mấy chị luôn. Form cực kỳ đẹp. Rồi chốt giùm em đầm đầm xích trắng đi. Khi mấy chị mặc lên là mấy chị cột ở giữa bụng nè. Nhưng mà đầm nhà em dài qua gối tí xíu nha. Bao đẹp vải bao má. 250 xe mấy chị còn 170 đồng này. Kèm với cái quần đùi cho mấy chị dưới 72, dưới 82, dưới 92. À, dâm dọc 68kg sợ hơi rộng. Trên 70kg thì được. Rồi chốt giùm em. Chốt giùm em bộ này, chốt giùm em đầm này nha. Rồi đầm này chốt cho mấy chị ơi. Chốt lên giùm em ha. Dưới 70 đầm sức của chị Bùi Thảo nè. 170 ngàn của chị Bùi Thảo. 170 ngàn của chị Bùi Thảo. Dưới 72, dưới 82, dưới 92. Để em coi cái này size nhiêu à. Rồi ai chốt đầm sức 170 ngàn mấy chị ơi. Rồi lên tiếp hàng mới nè. Đầm xích 82kg của chị Trang Chiêu. Chị Trang Chiêu hồi chiều có bill cái đầm đầm thiết kế 500 ngàn. Trang Chiêu. Trang Chiêu có cái đầm thiết kế chiều này 500 ngàn của Trang Chiêu. Sau lưng chị gì vậy con? Chị 170 của Trang Chiêu đây chốt cho dồn bill vô. Dâm sọc ly bùi nhiêu ký à, Kim Ngân Phạm đầm 92kg của Kim Ngân Phạm. Kim Ngân Phạm có dấu nè, ghi bill mới đi. 170 ngàn của Kim Ngân Phạm. Rồi đưa bút lông xanh lên. Chị Thúy nghe. 170 ngàn của chị Thúy nghe. Dâm sọc dưới 70kg đừng lấy trên 70kg đó. Đầm xích trắng của Lê Hà Tây Ninh. Lê Hà Tây Ninh chút xíu vô chọt ngón tay giùm nha. Lê Hà Tây Ninh nãy giờ có bill rồi hả? Lê Hà Tây Ninh 170 ngàn. Hoa hồng trắng 170 ngàn. Đầm này đẹp lắm mấy chị. Hoa hồng trắng chị Yên thấy cái bill trong này nè. Thành ơi. Chị Yên thấy cái bill trong cái góc này nè của hoa hồng trắng. Đây này 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 này. Đó bịch vòng xanh dòng thứ hai. Qua biết cái cáo chút đúng rồi. Hoa hồng trắng. Kiếm giùm Bùi Thảo. 170 ngàn của hoa hồng trắng.
đầm dây xích của Nguyễn Huệ dưới 70 kg phải không? Rồi Nguyễn Huệ mới có bill anh ạ. Nguyễn Huệ 170.000 mới có bill. Rồi còn một cái đầm dưới 80 kg của Châu Thủy nữa là hết nè. Châu Thủy hay Châu Thúy gì anh em nhìn không có rõ. Châu Thủy 170.000 nữa là hết đầm này nè. Rồi hết đầm này nha, hết đầm dây xích mấy chị. Hết dây xích ra. Cái đầm này bãi đẹp lắm. Rồi vô tiếp. Chưa biết mẫu hôm nay về là mẫu gì luôn. Có. Có. Beo về mà chưa biết beo gì. Beo về. Cái vô thường lấy gì thấy không? Hết hàng rồi. Vô thường nãy giờ chốt sâu không? Đầm rút ngực mấy chị. Đầm này bán cho mấy mai gửi bill. Đầm trời ơi mới về luôn mấy chị ơi. Trời ơi quá xinh luôn. Đầm rút ngực nha. Tay rất là dễ thương nè. Rồi đầm này bán cho mấy chị 260.000 đầm beo mới về. Đầm beo mới về phơm dài. Trời ơi rút ngực. Đầm này mấy chị mặc lên bao gọn luôn ha. Đầm này mới về ngày hôm nay. Rồi chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em đầm beo nha. Đầm beo mấy chị yêu ơi, đầm beo này em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Vậy nào chốt đầm này thì chốt lên giùm em đầm beo ha. Đầm beo này em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Vậy nào chốt đầm beo chốt lên giùm em với 260.000 đầm beo. 260.000 đầm beo. Đầm này đơn giản nhưng mà rất là sang chảnh mấy chị. Đầm này đơn giản nhưng mà đẹp ha. Đẹp mà gọn cực kỳ nha mấy chị nha. Của chị Bùi Thảo à. Dùm đeo, dùm đen sau lưng, dùm sọc á. Dùm sọc với Ly Bùi, hình như Ly Bùi có bill. Ly Bùi lấy cái dùm sọc 150 đi. Đầm beo của Bùi Thảo nè. Rồi Bùi Thảo 260.000 của Bùi Thảo. Đó, ừ. 260.000 của chị Bùi Thảo nè. Rồi chị nào chốt đầm beo chốt lên giùm em nha. Chốt treo cái này lên. Tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg đầm beo. Chị nào chốt beo chốt lên giùm em beo với ha. Đầm beo dưới 90. Đầm beo 90 kg của Hammy Nguyễn nè. 260. Gửi bao em nha mấy chị. Cái dâm sọc sau lưng đẹp lắm chị. Hút cái dâm sọc 150.000 nó về mặt bao ghiền luôn. À rồi mấy chị không chốt đầm beo đúng không? Còn lại đi mở con thang. Đưa cái bao video che tiếp với Thành. Thành nó xây như trong trống vậy đó. Cô Hiền có sợ nó không có chuyện làm. Cái bộ này mới may mẫu rồi nha mấy chị đẹp ha. Ôi ôi mấy, gì vậy? Trời ơi gì bị lùng ba mấy vậy? Kim Cúc Đinh. Cái comment nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi giờ mới đọc bậy. Kim Cúc Đinh làm beo. Lấy xài nhiều. XL anh. Trời ơi cái bộ này là nó mới may thử cho em thôi nha. Nhưng mà đẹp quá mấy chị ơi. Nè nhúng trước nè ha. Nhúng sau nè ha. Tay nè ha. Giờ nha. Đúng rồi. Mai là phải đi view hết mấy chị. Nè cái bộ này là ngày mai mới bán được cho mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi. Sao sống nổi với cái bộ này mấy chị? Kim Cúc Đinh. Trời ơi bà nội cha nó nhưng mà mới may mẫu thôi. Để lại từ từ nha. Mới may mẫu bộ này thôi. Quay em chị bộ này vô ghế em đó. Bộ này vô cầu thang là chút chị đem lên rồi. Em lời chị chụp hình đó. Mai dao gom hết mai dao vô đây. Rồi lên tiếp bộ này. Bữa nay tôi gói thiệt bác bé đưa qua. Bớt qua cho bác tư cái máy. Rồi em coi giá em bán rồi nè. Em bán cái đầm beo em cũng đáng đợi. Ừ. Cho bà máy luôn. Ê, cái này cho nó đi, đưa cái máy kia đây. Còn bị chỉ nữa. Ờ. Cho con coi đi. Thôi, mới cho coi đi. Đưa một con. Ờ, riết tôi không biết ông lớn á, ông nhỏ luôn anh Tư. Cái gì? Thiệt á. Vừa mày ơi. Vừa 60 tuổi vừa vừa.
sao tôi mệt dữ vậy trời. Trời ơi, con gửi tứ ngày hôm nay. Trời ơi, ngày hôm nay nó đưa hàng lên tôi, nó không có gửi bản giá đâu mà. Tôi chết đi nói, tôi sống gì nổi trời. Đó, từ từ may rồi bà nội, tại bữa nay phải test rập trước. Hết bữa giờ bà mắng vốn quá, bữa nay phải test rập trước nha. À, gì chị may bỏ vô cho chị 80kg. Dạ may rồi, em may rồi, em lên like. Chị vô chị đặt rồi chốt hàng, chốt đơn rồi chứ. Giờ mà nói trước rồi, bữa nào không. Không mà bộ đấy may vải đẹp chị. Vải đẹp mà họ tiếp cũng đẹp, bữa nay em phải trao vậy á. Trao vậy em nó mới chịu nấu lận. Bộ này đẹp nè. Chưa, bộ đó chưa. Bộ hình như nếu không đón không sai, bộ này bộ vest nè. Bộ này bộ mà bộ vest nè, ôi rồi ơi. Bộ này là giống như bộ bà Thủy Thu Phạm nè. Nhưng mà em may caro trắng trước và em may burberry sau. Mà gài nút giùm chị cái này, móng tay tao không có gài được. Trời ơi, bộ giả vest nè mấy chị, 250.000, quần đùi bao đẹp luôn. Mấy chị ơi coi nè, thứ nhất là quần em may chữ A nha. Nha. Bộ này 250.000 bộ giả vest. Đó. Thì Thu Phạm chưa có bill. Cái bộ kia chưa bán được đâu. Thấy để rồi, có được. Đã tiếp rộng xong rồi. Thấy giờ. Mà đi đẻ kìa. À, kinh nghiệm. Kinh nghiệm sắm 5 chỉ vàng á. À. Bóp giỡn ơi. Chị ba mới thấy được vậy. Ờ, đốt. Chị ba mới thấy được vậy á. Lần rưỡi mà ơi. Tao mờ luôn rồi. Set vest đó mấy chị. Ha. Set vest 250.000. Trời ơi, cái set này mà mấy chị mặc lên mà không cưng đi kiếm em luôn. Quải co giãn nha. Ôi ôi bao đẹp luôn mấy chị. Bao đẹp, bao xinh, bao xình luôn. Đang may bộ burberry. Rồi chốt giùm cho em bộ set vest này ha. Bộ này bán cho mấy chị với giá 250.000. Cho xem. Từ từ may xong rồi coi luôn. Từ từ may xong coi luôn. Chốt giùm em bộ set vest mấy chị ơi. Chốt giùm em bộ này ha. Bộ vest size XL của Thủy Thu Phạm. Bộ này có kèm một cái sợi dây nịt ở giữa nữa nha mấy chị nha. Ha. 250 của Thủy Thu Phạm. Nguyễn Trâm đó, Trâm Anh Nguyễn nè. Trâm Nguyễn lấy cái bì ấy luôn đi, lấy bì đen luôn kìa. Rồi đây Thủy Thu Phạm 250. Trâm Anh Nguyễn 250. Bộ này số lượng ít. 250 của Trâm Anh Nguyễn. Mày ghi vô một cái à, rồi mày từ từ. Rồi ghi trên bì đi 250 luôn. 250 mà mày quéo 208 mà tính lộn Trâm Anh cá nó đốt nhà luôn á. Lúc đó về đâu khi nhà đã cháy luôn á. Cái bộ này là em nói mấy chị mặc lên bao sang và bao gọn. Hứa danh dự với cuộc đời luôn ha. Hứa với mấy chị. Rồi chốt lên giùm em. Quý vị ơi, chốt lên giùm em bộ này với bộ vest. Chốt giùm em bộ vest ha. Bộ vest. Hồi nãy cái bộ kia em bỏ chỗ chị trên cầu thang chưa? Rồi xong em bỏ chị bộ vest vô lên chỗ cân cầu thang luôn. Chút chị ơi, bên lầu gì chụp hình được chị đi ngủ. Dạ. Bà cứ vậy hoài. Trời ơi, bán đồ đẹp cũng chữ bay. Cái thứ quỷ gì vậy trời. Ôi mày giống yêu nguyệt quá Trang à. Ráng làm, ráng cứ chồng Diệu Kiều nha. Đây. Trời ơi, bộ vest mà có phòng dây cột giữa bụng xinh lắm mấy chị ơi. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Kèm với quần đùi form chữ A Trà My Quỳnh ơi. Thế nào Trà My Quỳnh cũng chốt một bộ dưới 80kg. Bà Trà My Quỳnh rất form rộng. Kèm thêm một cọng dây nịt giữa bụng nữa. Rồi set này 250.000. Đây nha mấy chị nha. Rồi chị nào chốt set này chốt lên giùm em. Set sọc. Ngày mai em có một lô khoảng cỡ 1.000 mình hàng. Vừa dâm vừa đầm đá, vừa quần đá, vừa bộ đá, vừa áo thun. Nói chung là nó sẽ nằm ở giá từ 60.000 đến 300.000. Hàng ôm lô quá trời đẹp. Trà My Quỳnh một bộ 250. Bắp ba đủ con. Ok. Trà My Quỳnh. Nhắn tin đi Thủy Thu Phạm. Đây em đang đưa lên nè chị. Bộ này là em có đủ size luôn ha. Xếp vết đùi, cưng lắm. Rất là đẹp. Mình còn bao đồ nào nữa không? Còn một bao đỏ. Rồi lên bao, lấy một bao đỏ bộ L thôi. Đây nè mấy chị. Con lấy một cái bộ màu xanh tay dài hồi nãy đâu rồi đây nè. Lấy bộ XL quanh chỗ cầu thang luôn. Là chút nữa chị đem lầu chị thử. Rồi, bộ này có tới size 100kg nha quý vị. Đấy, chắc là không. Trời chắc là cột đây đem xuống nhà dưới luôn. Đem xuống nhà dưới luôn. Cột lại luôn. Rồi lên bộ đỏ nữa rồi mình chúng ta mình chia tay nhau nha mấy chị. Cày 2 tuần nữa nghỉ về quê đi từ thiện. Thăm ba má luôn.
Nửa năm nay dịch bệnh không có tiền gì quê tắm ba má. Cụ thấy đi mẹ luôn, ngày nào cũng ăn tấm mâm hết. Mệt ớn chén chết mẹ luôn, đã đô rồi mẹ chị. 240 ngàn. Đổi lại cho em XL, Trâm Anh Nguyễn là XL đổi lại thành. Đưa tay L của Trâm Anh Nguyễn, anh đang bờ ai vậy? Trà Mỹ Quỳnh. Trà Mỹ Quỳnh chiều có biêu. Trà Mỹ Quỳnh, 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 bộ đỏ đô 240 ngàn. Đây nè mấy chị, bả chơi ngại đó. Ngủ còn màu đồng không? Để xuống lục đưa lên cho, chưa gì gửi bill mà sợ gì. Bộ đỏ đô này 240 ngàn mấy chị, tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Chị nào chốt bộ đỏ đô này, chốt lên giùm em bộ đỏ đô nha mấy chị nha. Chốt lên giùm em đỏ đô, đỏ đô, đỏ đô mấy chị ơi. Đỏ đô nha. Rồi, thôi, chương trình truyền hình đến đây là chấm dứt mấy chị. Truyền hình chấm dứt thì chúng ta hãy mau về nhà nha. Cho ngày mai thằng Thành nó ngủ nó còn đi làm mấy chị ơi. Rồi hàng vô nhà dưới, xuống nhà dưới hết đây Thành ơi. Mới nãy em chốt một cái cục này nè, em ghi chứ không phải anh ghi đâu. Ủa vậy á hả? Trời ơi sao em không biết ta. Vui một lần. Thì tôi đắt ơi. Rồi nghỉ nha mấy chị yêu ơi, mai mình gặp lại. Trưa mai lên 2 giờ trưa nha. Trưa mai lên biết đâu mình comment một câu để chia sẻ được bún trứng giái ông Bảy là được đằng son sao mấy chị. Mai năm thổi son mình quất tiếp nha. Mai em sẽ đổi tông màu cho mấy chị. Ok chưa?